chương 801. Thiên y làm dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên nhẹ nhàng vặn lên, có loại khiến người ta nhịn không được lòng sinh chiếu cố chi ý. Nửa ngày, thiên y làm cao mày hướng người thanh niên mở miệng, Âu Dương Mộ Bạch, đây chỉ là cùng một chỗ phổ thông giết người án. Hiên viên các nếu như ngay cả cái này cũng nhúng tay lời nói, như vậy, không khỏi cũng quá bận rộn chút đi. Nghe vậy, người thanh niên Âu Dương Mộ Bạch rất nhỏ nhạt cười rộ lên, ánh mắt đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, có thể ta nắm giữ manh mối, cái này lên giết người án. Lại cùng võ giả, cũng có quan hệ. Đang khi nói chuyện, Âu Dương Mộ Bạch ánh mắt còn vô tình hay cố ý tại La Phong trên thân ngừng dừng một cái. Hướng về phía La Phong mà đến. La Phong thần sắc đạm mạc, không nhìn Âu Dương Mộ trắng liếc một chút, ánh mắt ngược lại nhìn về phía nghe mùi, gặp một cái tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, chúng ta đi. La Phong ra hiệu thiết diện đi qua đem nghe mùi đỡ qua tới đang chuẩn bị rời đi phòng thẩm vấn. Đứng lại. Âu Dương Mộ Bạch trầm mặt vừa quát, ta có để cho các ngươi rời đi sao? Có. Thiết diện trả lời Âu Dương Mộ Bạch, nghiêm túc nói ra, ngươi vừa mới nói qua, những người không liên quan, có thể rời đi phòng thẩm vấn. Cái này lên giết người án, cùng chúng ta không có có quan hệ gì, đương nhiên đi. Có quan hệ hay không, không phải ngươi nói tính toán. Âu Dương Mộ Bạch cười lạnh, đôi mắt sắc bén, hạ chính nhân, cái nào là người hiềm nghi phạm tội. Nghe vậy, Hà Chính Nhân thần sắc chấn động, lập tức cũng là chỉ nghe mùi, chính là người này, có trong hồ sơ phát cùng ngày thì cùng người chết tại cùng một nơi phát sinh tranh đấu. Âu Dương Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn nghe mùi liếc một chút, có thể theo ta được biết, lúc đó cùng người chết phát sinh tranh đấu, cũng không chỉ hắn một người. La Phong là nhìn tuyến nhẹ nhàng địa nhau lại. Đồng thời nhằm vào nghe mùi còn có chính mình, như vậy, đứng sau lưng người kia, rõ ràng. Nghe muội cùng La Phong đồng thời đắc tội với người, chỉ có dịp vô ý. Xem ra, dịp vô ý mặt ngoài đáp ứng dịp an viễn rời đi Hàng Châu, lại không hề từ bỏ trả thù tâm tư. Dịp an viễn theo không nhúng tay vào gia tộc sự vụ, chưa hẳn biết dịp vô ý hội đi trả thù La Phong. Sử bộ thành chết, căn bản không cần đi tìm cái gì hung thủ. Hắn chỉ là dịp vô ý báo thù trong kế hoạch một quân cờ, chỉ thế thôi. Khụ khụ. Nghe muội ho khan vài tiếng, vừa mới lọt vào đánh nhau, khiến nghe mùi thụ chút nội thương, ho khang thời điểm, khóe miệng đều tràn ra một vệt vết máu. Ca. Nghe tiểu thanh biến sắc, lo lắng mở miệng, chúng ta nhanh bệnh viện đi. Nghe tiểu thanh con ngươi cũng là vội vã nhìn về phía La Phong. Nghe mùi tình huống, muốn là mang xuống lời nói, chỉ sợ thật có nguy hiểm tính mạng. La Phong quả quyết địa khoát tay chặn lại. Đi. Đi. Âu Dương Mộ Bạch lạnh lùng vung tay lên, nhất thời, hắn bốn người sau lưng gần như đồng thời một cái bước xa xong đi lên, đứng tại phòng thẩm vấn cửa, ngăn trở mấy người đường đi. La Phong thần sắc trầm xuống. Âu Dương Mộ Bạch Thiên Y Lam giờ phút này rung động thanh âm mở ra miệng, chúng ta bây giờ là mang thương người đi bệnh viện. Vừa nói, Thiên Y Lam âm thầm hướng về La Phong nháy mắt, rất nhỏ lắc đầu. La Phong ánh mắt nhất thời nhẹ nhàng nheo lại. Thiên Y Lam là tại để hắn đừng động thủ. Bởi vì cái này Âu Dương Mộ Bạch. Xem ra, gia hỏa này địa vị vẫn còn lớn. Tại ta không có thẩm vấn trước đó, người bị tình nghi, tuyệt đối không thể rời đi phòng thẩm vấn nửa bước. Âu Dương Mộ Bạch ngữ khí kiên quyết. Thiên Y Lam sắc mặt khinh biến, con ngươi nhìn chăm chú lên Âu Dương Mộ Bạch, hít sâu một hơi, coi như. Cho sư phụ ta một bộ mặt. Đông Phương Vân Tiêu. Hiên viên các tỉnh Quảng Đông phân bộ người phụ trách. Hắn tại hiên viên các địa vị tự nhiên không kém. Thiên Y Lam chuyển ra Đông Phương Vân Tiêu cái này nhất tôn đại Phật, mục đích hiển nhiên cũng cũng chỉ có một, nàng cũng không hy vọng La Phong đồng thủ. Âu Dương Mộ Bạch ánh mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, một lát, khóe miệng nhẹ vẫn lên, thiên sư muội nơi này. Là Hàng Châu. Vừa nói, Âu Dương Mộ Bạch trực tiếp vung tay lên, người nào nếu dám một mình mang người hiềm nghi rời đi phòng thẩm vấn, lập tức cầm xuống. Liền Đông Phương Vân Tiêu mặt mũi cũng không cho. La Phong đôi mắt chậm chậm liếc một chút Âu Dương Mộ Bạch. Trong lòng dâng lên một vệt vẻ nghi hoặc. Như người sau lưng chỉ là dịp vô ý, dịp gia thế lực tuy nhiên to lớn, có thể cũng không trở thành để dịp gia một tên tiểu bối bành trướng đến liền Đông Phương Vân Tiêu cũng không đế tại mắt bên trong. Nhưng mà, bất luận đối thủ là người nào? La Phong. Lại vẫn là La Phong. Đi. Không chút nào con mắt đi nhìn một chút Âu Dương Mộ Bạch, La Phong trực tiếp khoát tay chặn lại ra lệnh. Thiết diện viện nghe muội nhanh chân đi ra. Cầm xuống. Âu Dương mộ bạch ánh mắt lạnh như băng hạ lệnh. Sưu sưu sưu. Bốn bóng người đồng thời giống như như ảo ảnh vọt tới. Mục tiêu không chỉ là thiết diện, liền La Phong phán quan, đều cùng một chỗ công kích. Thiên Y Lam sắc mặt nhẹ chim. Một khi động thủ, hôm nay việc này, chỉ sợ không thể vãn hồi. Thiên Y Lam hít vào một hơi, trong lòng bàn tay đã cầm điện thoại di động, âm thầm gọi điện thoại. Đúng vào lúc này, chiến đấu cũng đã kết thúc. Âu Dương Mộ Bạch mang đến bốn người này, đều là hiên viên các hàng châu phân bộ thiên tài thanh niên, cả đám đều hăng hái, kiêu ngạo thời điểm, làm nhận được mệnh lệnh thời điểm, càng là đem hết toàn lực, muốn tại Âu Dương Mộ Bạch trước mặt triển lãm một phen. Thật tình không biết, lại gặp đến nghiện ép tính đã kích. Đối phương chỉ có một người xuất thủ. Nhìn lấy cũng rất trẻ tuổi, có thể vừa ra tay lại bí mật mang theo cường thế vô cùng bá khí vừa đối mặt ở giữa phán quan liền mở tốt đường bốn người đồng thời bị phán quan đánh bay ra ngoài thật lớn mật mà ngay cả hiên viên các cũng không đế tại mắt bên trong âu dương mộ bạch một đỉnh chụp mũ giữ lại đi mà lúc này la phong bọn người lại là đã nhanh chân rời đi phòng thẩm vấn cứ như vậy để bọn hắn rời đi sao hạ chính nhân nhìn lấy la phong bóng lưng có chút không cam lòng mở miệng rời đi. Âu Dương Mộ Bạch cười khẩy, hôm nay bọn họ mọc cánh khó thoát. La Phong bọn người hướng về cửa đồn công an phương hướng đi ra ngoài. Cái này Âu Dương Mộ Bạch, cùng Diệp Gia có quan hệ gì? La Phong hỏi một tiếng. Diệp Gia. Thiên Y Lam quay đầu nhìn lấy La Phong, kinh thành Diệp Gia. Ngươi chừng nào thì cùng người Diệp Gia dính líu quan hệ? Là Diệp vô ý. Nghe mùi sắc mặt trắng bệch mở ra miệng, ta đắc tội hắn mà phong ca giúp ta xuất khí tự nhiên cũng đem dịp vô ý đắc tội dịp vô ý thiên y lâm hít sâu một hơi vậy liền khó trách thiên y lâm sau đó mà nói rằng dịp gia có tam kiệt dịp vô tình dịp vô song đều là thiên tư tung hoành hạng người thiên tài hơn người mà dịp vô ý hắn tư chất bình thường thế nhưng là mẫu thân hắn thân phận lại không đơn giản dịp vô ý mẫu thân phục họ âu dương Vừa mới cái kia làm khó dễ chúng ta người Cũng họ Âu Dương Nghe Tiểu Thanh thốt ra Âu Dương mộ bạch Chính là Âu Dương gia hậu bối Thiên phú vô cùng tốt Sư phụ hắn là hiên viên các hàng châu phân bộ người tổng phụ trách Xích không lâm Người này cùng sư phụ ta Là đồng môn sư huynh đệ quan hệ Khó trách Âu Dương mộ bạch tiến đến gọi ngươi sư muội Là phong thản nhiên nói một tiếng Mà lại liền đông phương tiền bối mặt mũi cũng không cho Âu Dương Mộ Bạch không cho sư phụ ta mặt mũi, là bởi vì hắn mặt khác một tầng thân phận. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc, Âu Dương Mộ Bạch Gia Gia, tên là Âu Dương Thiên Cung. Thiên Y Lam không có chú ý tới, làm trong miệng nạn nói ra bốn chữ này thời điểm. La Phong, Thiết Diện, Phán quan. Ba người đôi mắt, đồng thời lóe ra một đạo sắc bén hàng mang. Thiên Y Lam hoàn toàn chưa phát giác, mà là tiếp tục mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc, Âu Dương Thiên Cung, là hiên viên các thất đại các lão một trong nắm giữ hiên viên các đại quyền thiên y lâm hít sâu một hơi âu dương mộ bạch tuy nhiên không tính là hắn đời sau bên trong ưu tú nhất thế nhưng là có tận này thân phận tại âu dương mộ bạch căn bản cũng không để tình sư phụ ta sư phụ ta cùng âu dương mộ bạch sư phụ xích không lâm mặc dù là đồng môn sư huynh đệ có thể bởi vì nhiều năm trước một cái mâu thuẫn giữa hai người đều là kẻ tử thù âu dương mộ bạch càng sẽ không bỏ qua cái này đối phó ta cơ hội Thiên Y Lam miếm chặt môi, sư phụ ở giữa mâu thuẫn, Âu Dương Mộ Bạch Thân là xích không lâm đệ tử, tự nhiên cũng sẽ cùng Thiên Y Lam đối chọi gây gắt. Có thể Âu Dương Mộ Bạch Thân phận là tại quá đặc thù, cực ít người dám trêu chọc. Vừa mới tại phòng thẩm vấn động thủ, lấy Âu Dương Mộ Bạch tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Y Lam nói, ta đã gọi điện thoại cho sư phụ ta, nhìn có thể hay không từ đó lượng vòng một phen. Đang khi nói chuyện, mấy người cất bước đi ra cửa đồn công an. Cước bộ đồng loạt dừng lại. Khuôn mặt nhau nhau biến sắc. Cửu khê cửa đồn công an là một mảnh trống trải quảng trường chi địa. Mà giờ khắc này, trên quảng trường lại là xuất hiện một hàng võ cảnh xe cộ cùng sở hữu hơn 10 chiếc xe trước mặt mọi người. Rất nhiều vũ trang đầy đủ võ cảnh đem trọn cái sở cảnh sát đoàn đoàn bao vây lên. Sưu sưu sưu. Gặp La Phong bọn người đi ra, rất nhiều võ cảnh dơ lên trong tay súng ống, nhắm ngay la phong bọn người. Âu dương mộ bạch, thậm chí ngay cả võ cảnh lực lượng cũng vận dụng. Thiên y Lam con người lóe ra một đạo sắc mặt giận dữ, xem ra là quyết tâm muốn đem chúng ta lưu tại nơi này. Hưng sư động chúng như vậy, cũng là bởi vì dịp vô ý. La Phong hiếp mắt, cái này dịp vô ý mặt, còn đúng là đại A. À. Có một thứ tình yêu, là yêu chiều. Thiên Y Lam trầm giọng mà nói, tại kinh thành người người đều biết dịp vô ý có thể trở thành dịp gia tam kiệt một trong cũng là mẫu thân hắn âu dương thị bối cảnh kinh người mà lại đối với hắn cùng yêu chiều dịp vô ý làm rất nhiều chuyện sau lưng đều có mẫu thân hắn dung túng lần này chỉ sợ cũng là như thế các vị ta nói qua tại không có điều tra rõ ràng trước đó ta nghĩ các ngươi còn là không muốn xa cách nơi này đi âu dương mộ bạch âm thanh vang lên đến dẫn mấy người đi ra thần sắc thoáng ánh lên cười nhạt chi sắc. Uông Kim Ngân cũng theo sát về sau, mắt lộ ra trung động. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này không quan trọng một cọc giết người án, vậy mà lại luân phiên mà kinh động nhiều người như vậy, liền vũ trang đầy đủ võ cảnh cũng đều đến mấy chục người, đây rốt cuộc là đang tra hỏi cùng một chỗ phổ thông giết người án, vẫn là tại chống khủng bố. La Phong ánh mắt lãnh đạm liếc liếc một chút Âu Dương Mộ Bạch, nếu như chúng ta không quay về đâu. Người hiềm nghi phạm tội bắt đào thoát Còn đánh lén cảnh sát đã thương người Âu Dương Mộ Bạch mỉm cười nói Tin hay không Ta dám hạ khiến nổ súng Hai người ánh mắt nhìn nhau Tranh phong trái ngược nhau Lão đại Thiết diện có chút nuốt không nổi cái này giọng điệu Nắm chắc quả đấm La Phong nhẹ nhàng lắc đầu Không thể hành động thiếu suy nghĩ Nếu như chỉ có La Phong thiết diện phán quan ba người hắn căn bản hội không chút do dự thì dậm chân tiếp tục đi ra ngoài nhưng mà còn có nghe muội cùng nghe tiểu thanh cùng thiên y lam biết âu dương mộ bạch thân phận về sau la phong không hoài nghi chút nào hắn sẽ hạ lệnh nổ súng võ cảnh quy mô mà đến đồng thời cách ly phong tỏa bên ngoài không cho bất luận cái gì dân chúng hoặc là nghe tin mà đến ký giả tới gần nơi này mặc kệ chuyện gì phát sinh đều từ âu dương mộ bạch nói tính toán liền xem như võ cảnh nổ súng Âu Dương Mộ Bạch cũng sẽ tuyên bố là nhóm người mình ý đồ tập kích võ cảnh, võ cảnh tự vệ mà nổ súng. Người tới, đem người bị tình nghi còng lại. Âu Dương Mộ Bạch dùng sức khoát tay chặn lại, lạnh lùng nhìn chầm chầm la phong, bao quát. Vị này hôm qua đồng dạng cùng người chết phát sinh qua tranh chấp người. Uông Kim Ngân mang theo mấy tên dân cảnh hướng đi La Phong. Ta xem ai dám. Đi đi ra bên ngoài về sau, một mực là nghe tiểu thanh tại viện nghe muội thiết diện phán quan, đột nhiên địa một bước phóng ra, một trái một phải, giống như hai pho tượng chiến thần đồng dạng đứng vững vàng, hai con ngươi trợn trừng, hàng mang trừng lấy ung kim ngân. Bạch bạch bạch, ung kim ngân cơ hồ là tự động lui lại mấy bước. Hai người trước mắt, khí thế hung ác. Mà lại, ung kim ngân cũng biết bọn họ thân phận. Một cái, là hàng châu đệ nhất thế lực ngầm hoàng tuyền ban lão đại. Một cái, là hàng châu cuộc khởi mạnh mẽ mạng Đà La Bảo An công ty người tổng phụ trách. Hai người, đều là hắn không muốn đi đắc tội. Hết thảy còn lại. Gặp Uông Kim Ngân mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Âu Dương Mộ Bạch ánh mắt lạnh lẽo, lúc này gầm thét lên tiếng. Bầu không khí giống như sắp ngưng động. La Phong khóe mắt đảo qua, giờ phút này nghe mùi thân thể tại rất nhỏ địa rung rẩy, hiển nhiên là tại cố nén thân thể không thoải mái. Bắt giặc phải bắt vua trước. La Phong thanh âm càng thêm băng lãnh. Hừ. Thiết diện liền đợi đến La Phong câu nói này. Âu Dương Thiên Cung cháu trai. Thì tính sao? Bóng người giả thoáng, trong nháy mắt, thiết diện cũng đã vọt tới Âu Dương Mộ Bạch trước mặt. Một tiết tắc này, không ít người đồng tử đều nhao nhao đại chấn. Bao quát thiên y lam ở bên trong, nàng đã nói cho La Phong Âu Dương Mộ Bạch thân phận, nhưng hắn, vậy mà vẫn không do dự chút nào hạ đạt xuất thủ mệnh lệnh quả quyết quyết tuyệt thật là thằng điên cứ việc trong đầu nghĩ như vậy có thể thiên y lam cước bộ lại là tự động địa chuyển động một cái chiếm cứ vị trí có lợi nếu như âu dương mộ bạch có cơ hội rút đi lời nói thì nhất định chỉ có thể là thiên y lam phương hướng cứ việc thiên y lam cảm thấy la phong điên thế nhưng là nàng tìm ý tứ bên trong nhưng cũng không chút do dự lựa chọn cùng một chỗ điên một khi âu dương mộ bạch lui đến thiên y lam nhất định xuất thủ nhưng mà, Thiên Y Lam lại đời không được. Thiết diện xuất thủ, căn bản không cho Âu Dương Mộ Bạch lui cơ hội. Hắn thậm chí không có sử dụng diệu dương trưởng, tay cầm quyền đầu, giống như lực chìm thái sơn, tại điện quan chấp lóe ở giữa liền vọt tới Âu Dương Mộ Bạch trước mặt. Oanh! Âu Dương Mộ Bạch cũng là một tên minh kinh cửu phẩm thiên tài, có thể đối mặt thiết diện, thậm chí ngay cả cơ bản nhất năng lực phản ứng cũng giống như mất đi. Nhất quyền nặng nề mà nện ở Âu Dương Mộ Bạch sống mũi chỗ Âu Dương Mộ Bạch sống mũi dường như đều bị oanh sập Không kịp kêu thảm Hai đạo máu mũi thì thuận thế chảy xuống Sư Âu Dương Mộ Bạch cảm giác cổ hồng siết chặt Thân thể đã bị thiết diện khống chế lại Quá nhanh Hết thảy đều phát sinh ở nửa cái hô hấp ở giữa Tình thế vậy mà đột nhiên chuyển biến Buông ra Âu Dương thiếu gia Dừng tay Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Cái này là tử tội. Lúc này, Âu Dương Mộ Bạch sau lưng mấy người mới mới phản ứng được, lúc này là hoảng sợ mà kinh sợ, nhào nhào chấn hương hô ra tiếng. Bọn họ đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà dám tập kích Âu Dương Mộ Bạch. Mà lại, đồng dạng là một chiêu cầm xuống. Từng cái từng cái tuy nhiên đang uy hiếp mắng to, nhưng lại không một dám xông lên. Âu Dương Mộ Bạch Thiết diện thanh âm tại Âu Dương Mộ Bạch bên tai vang lên đến, chật chật, Ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Tại ta lão đại trong mắt, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Máu mũi chảy xuôi xuống tới, Âu Dương Mộ Bạch khuôn mặt xem ra buồn cười dữ tận Nhưng mà, hắn tâm tình vậy mà không có một chút mất khống chế dấu hiệu, ngược lại là nhẹ nhàng địa liếm một ngụm máu tươi, một quan lãnh lệ tới cực điểm, các ngươi. Vậy mà đều lựa chọn tự tìm đường chết, ta vui với thành toàn. Âu Dương Mộ Bạch đôi mắt quanh quẩn lấy nồng đậm sát cơ, nếu nói ngay từ đầu hắn bước vào cái này sở cảnh sát là bị người nhờ vả mà đến mà bây giờ âu dương mộ bạch hoàn toàn là muốn sát nhãn trước mấy người tại hàng châu ai dám không cho hắn âu dương mộ bạch mặt mũi hắn là âu dương gia thiếu gia âu dương thiên cung dòng chính thân tôn hàng châu hiên viên các người tổng phụ trách xích không lâm đệ tử toàn bộ âu dương thế gia dọc theo đi hắn trả có rất rất nhiều hiển hách vận sáng có thể hôm nay lại bị người nhất quyền kích thương làm lên con tin. Các ngươi, đều phải chết. Âu Dương Mộ Bạch cười đến âm lãnh vô cùng, làm cho người phát trung, một bên đứng đấy nghe tiểu thanh huynh mũi ánh mắt không khỏi toát ra lo âu nhìn về phía La Phong. Lại kinh ngạc phát hiện, La Phong vậy mà đứng chắp tay, hai mắt nhìn lên bầu trời, rõ ràng cũng là tại thiết diện trên thân học được, đây là muốn nói cho Âu Dương Mộ Bạch, hắn căn bản không nhìn thẳng đi nhìn một chút Âu Dương Mộ Bạch. Con mọc sách này. Thiên Y Lam khuôn mặt toát ra một vệt đắng chát, quả thực quá điên cuồng, chẳng lẽ thì tuyệt không cố kỵ Âu Dương Mộ Bạch thân phận sao? Muốn là Thiên Y Lam ở trước mặt hỏi ra, La Phong Động học muốn nói thật lời nói, hắn thật không cố kỵ. La Phong mặt ngoài nội lực tuy chỉ có ám kình một tầng, có thể thân thể lực lượng mới là hắn lớn nhất ỷ vào, tại tử khí đông lai thần công thần kỳ dung hợp phía dưới, hai loại sức mạnh chồng cùng nhau thực lực càng là tăng vọt, ngày đó tại trú kiếm phong nhất chiến, là phong liền đánh bại cửu đỉnh cường giả nhất phong đạo trưởng bọn người. có thể nói là phong toàn lực phía dưới phổ thông cửu đỉnh cường giả hắn đều có thể đánh bại. đương nhiên cửu đỉnh cường giả bên trong còn có càng nhiều kinh khủng tồn tại. thí như đồng dạng tại làm nhật xuất hiện nữ tử áo xanh một chiêu thương tổn la phong nàng thực lực chỉ sợ ít nhất phải tại cửu đỉnh hậu kỳ. hiện nay giới võ giả cửu đỉnh cường giả phân chia có phổ thông cửu đỉnh cường giả cửu đỉnh trung kỳ, cửu đỉnh hậu kỳ, cửu đỉnh đỉnh phong, cửu đỉnh viên mãn. Truyền ngôn thiên hạ đệ nhất cao thủ mặt nguyên vụ, chính là cửu đỉnh viên mãn. Cửu đỉnh viên mãn, cũng chính là ám kình ngũ phẩm viên mãn. Trong thiên hạ, theo chưa có người có thể đột phá ám kình ngũ phẩm viên mãn, dường như cái này một viên mãn, chính là vũ chi cực trí. Mấy ngàn năm qua, vô số cường giả đều hướng về cái này ràng buộc khởi xướng trùng kích, toàn bộ đều thất bại ám kình ngũ phẩm cảnh giới viên mãn, cửu đỉnh viên mãn lực lượng, là võ giả cuối cùng. Lời nói quay lại đến, La Phong thực lực có thể so với phổ thông cửu đỉnh cường giả, như thế nào lại đem chỉ là một cái minh kình cửu phẩm Âu Dương Mộ Bạch để vào trong mắt. Hắn nếu không phải kiên kỵ Âu Dương Mộ Bạch có thể hiệu lệnh trước mặt võ cảnh quyền thế, cũng sớm đã xông vào ra ngoài. Lái một xe xe tới, đem người đưa đi bệnh viện. La Phong thần sắc lạnh lùng nhìn về Âu Dương Mộ Bạch, Âu Dương Mộ Bạch nhếch miệng cười lạnh, ngươi cảm thấy có khả năng sao? La Phong mặt không thay đổi nhìn lấy Âu Dương Mộ Bạch, ta biết ngươi đang đợi viện thủ, ngươi cũng không có sợ hãi, cho là ta không dám ở trước mắt bao người giết ngươi. Cho nên, ngươi cho ta lời nói là nói nhảm. Tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Âu Dương Mộ Bạch một trận miệt cười. Thế nhưng là, ta vì bằng hữu, cực ít nói lời vô ích. La Phong bỗng nhiên tiến lên trước một bước, đôi mắt trong chốc lát phun trào ra vô cùng dồi dào đáng sợ sát cơ, bước ra một bước, liền đến Âu Dương Mộ Bạch trước mặt. Hô! La Phong một trảo vung đánh mà đến, buông tay. Thiết diện buông ra Âu Dương Mộ Bạch thu trong chốc lát, La Phong trực tiếp kìm ở Âu Dương Mộ Bạch cổ họng, lực đạo cương mảnh, phút chốc liền để Âu Dương Mộ Bạch phun ra một ngụm máu tươi đi, nhưng mà, La Phong cũng không có dừng tay, mà chính là trực tiếp một tay đem Âu Dương Mộ Bạch cử giật lên. Giờ khắc này, Âu Dương Mộ Bạch liều mạng muốn dãy dụa, có thể căn bản không thể động đậy. Hắn khuôn mặt thật biến sắc, riêng là cúi đầu ở giữa nhìn đến La Phong đôi mắt phun ra nồng đậm sát cơ, Âu Dương Mộ Bạch dường như cảm giác được có một cổ tử vong khí tức đem chính mình bao phủ lại. Âu Dương Mộ Bạch toàn thân không tự chủ được đánh rùng mình một cái, đời này lần thứ nhất cảm giác được bóng ma tử vong như thế tiếp cận. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, sinh mệnh mình khí tức, tại từ từ sói mòn có thể từ đầu đến cuối, La Phong đôi mắt chỉ là lạnh lùng nhìn chầm chầm Âu Dương Mộ Bạch, hắn không có nói thêm câu nào, giống như nhất tôn sát thần. Giờ khắc này, Âu Dương Mộ Bạch là thật khủng hoảng. Đôi mắt gắt gao mở to. Âu Dương Mộ Bạch còn không hạ lệnh. Lúc này, một bên thiên y lam gấp vội mở miệng, rung động thanh âm nói ra, người như chấp mê bất ngộ, La Phong tất sát ngươi, coi như hắn giết ngươi về sau không thể rời bỏ nơi này, thì tính sao? ngươi đã chết ngươi đã chết thanh âm như là chấn lôi giống như tại âu dương mộ bạch trong đầu lặp đi lặp lại gõ chấn hắn một mực chắc chắn là phong tuyệt đối không dám giết chính mình đây chính là tại trước mắt bao người tại mấy chục tên võ cảnh tay cầm súng ống đối với tình huống dưới tại cửu khê cửa đồn công an người điên cái này nhất định là thằng điên ta ta âu dương mộ bạch khuôn mặt hoảng sợ thanh âm vô cùng gian nan mở ra miệng xe, xe tới. La Phong buông tay, trực tiếp đem Âu Dương Mộ Bạch ngã trên mặt đất. Âu Dương Mộ Bạch giống như chưa tỉnh hồn, từng ngụm từng ngụm địa thở hỗn hỉnh, thẳng đến ngày hôm nay mới cảm giác được, chính mình hít thở mới mẻ không khí, đúng là như thế khó được. Lúc này, nơi xa lại ba chiếc xe chậm rãi lái qua, Âu Dương Mộ Bạch trông đi qua, đôi mắt nhất thời sáng lên, đứng lên thì muốn xông tới, thật tình không biết, đằng sau một cổ mạnh mẽ lực đạo xông lên, trực tiếp đem hắn lần nữa nhấc lên là thiết diện âu dương mộ bạch bây giờ là trong tay bọn họ nặng cần con tin tự nhiên không thể để cho âu dương mộ bạch rời đi nếu không lời nói đối phương hội càng thêm không chút kiên kỵ làm khó dễ bọn họ trước đưa nghe muội đi bệnh viện la phong cũng không để ý tới đến ba chiếc xe là ai trực tiếp trầm giọng mở miệng phán quan người lái xe đưa bọn họ tới lúc này la phong yêu cầu xe đã chạy đến trước mặt bọn hắn La Phong không hề rời đi. Chuyện hôm nay, vì quan hệ nghe muội trong sạch, đương nhiên, còn có chính hắn. Bị Âu Dương mộ bạch bọn người một mực chắc chắn bọn họ cùng giết người một án có quan hệ, nếu như lúc này đào tẩu, cái kia tất nhiên sẽ bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại cho bọn hắn một cái đánh lén cảnh sát chạy án tội danh. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo hàng quang. Dịp vô ý. Âu Dương thế gia. Đã bọn họ muốn chơi, ta liền phụng bội tới cùng phía trước cái kia ba chiếc xe người đã tuần tự đi xuống, để Âu Dương Mộ Bạch đôi mắt toát ra một trận ánh trạng đông, nhưng nhìn đến phán quan lái xe đương nghe mùi huynh mùi rời đi thời điểm, Âu Dương Mộ Bạch cũng không dám xuất sinh ngăn cản. Vừa mới một màn kia, hắn thật sợ. Dù là tại cửa đồn công an bố trí xuống rất nhiều võ cảnh, tay cầm vũ khí, vậy mà đều lên không chấn nhiếp tác dụng. Âu Dương Mộ Bạch, đánh sai tính toán. Bất quá còn tốt. Sư phụ tới. Âu Dương Mộ Bạch nằm nắm chặt phía dưới quyền đầu, theo cái kia ba chiếc xe đi xuống gần 10 người, đều là hiên viên các hàng châu phân bộ nhân vật trọng yếu, bên trong cầm đầu tử y bóng người, tên là Xích Không Lâm. Hiên viên các phân bộ người tổng phụ trách. Âu Dương Mộ Bạch sư phụ. Ngay sau đó xe nhìn đến cảnh tượng như vậy thời điểm, Xích Không Lâm sắc mặt ý thức trầm thấp xuống. Riêng là Âu Dương Mộ Bạch, máu me đầy mặt dấu vết. Dưới ban ngày ban mặt, không nhìn quốc gia pháp luật xuất thủ đã thương người, mục đích không cách nào thì. Ta ngược lại muốn xem xem là ai. Lại dám uy phong như vậy. Áo bào tím tản ra hàng quang, mỗi một bước đều dường như chấn động khắp nơi, thẳng gõ linh hồn. Xích không lâm đôi mắt nhìn thẳng La Phong, mặc dù là vừa mới đến, nhưng hắn lại nhìn ra được, trước mắt người thanh niên này, liền là đối phương đoàn người này bên trong hạt tâm. Đương nhiên, phán quan mang theo nghe tiểu thanh huynh mùi sau khi rời đi, tại chỗ, liền chỉ có la phong thiết diện cùng thiên y lam chỉ là thanh niên lại dám uy phong như vậy xích không lâm khí thế ba động bao trùm đi qua lãnh ý mười phần ám kình một tầng xích không lâm đôi mắt sắc bén dường như có thể xuyên thấu la phong thân thể nhẹ mỉm cười một cái khó trách có thể có được ta phế vật kia sư đệ thưởng thức thiên phú thật là kinh người vừa nói xong la phong một bên thiên y lam khuôn mặt khinh biến Xích không lâm trong miệng chỗ nâng lên phế vật sư đệ, chính là thiên y lam sư phụ Đông Phương Vân Tiêu. Đông Phương Vân Tiêu có thể trở thành tỉnh Quảng Đông hiên viên các người phụ trách, tự nhiên cũng không phải là phế vật. Có thể luận thực lực lời nói, xích không lâm cao hơn Đông Phương Vân Tiêu rất nhiều. Con mọc sách, cẩn thận một chút, ta nghe sư phụ nói qua, ta người sư bá này cảnh giới, là ám kình tầng 3. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nhắc nhở. Ám kinh tầng 3, đây là tiếp cận cửu đỉnh lực lượng đối với còn tại minh kinh cửu phẩm thiên y lam mà nói đây là một cái cực kỳ xa cự ly xa cho dù là tận mắt nhìn thấy la phong mấy lần thể hiện ra kinh người vô cùng lực lượng cần phải để la phong đối đầu xích không lâm thiên y lam trong lòng vẫn mơ hồ có lo lắng mà lại xích không lâm đi vào trực tiếp nâng lên đông phương vân tiêu mang ý nghĩa trước khi hắn tới đông phương vân tiêu khẳng định liên lạc qua hắn nhưng mà hắn vẫn là muốn đối phó La Phong. Thiên Y Lam vừa mới cái kia điện thoại, chỉ sợ là đánh không. Thiên Y Lam ánh mắt đảo qua đi theo xích không lâm cùng nhau đến đây mấy người, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nàng nguyên lai tưởng rằng người tới đều là hiên viên các hàng châu phân bộ đại nhân vật, có thể nhìn kỹ, bên trong lại còn có hai ba tên hiên viên các tổng bộ trưởng lão cấp bậc nhân vật. Những người này tại sao lại ở chỗ này? Xích không lâm ánh mắt nhìn chăm chú lên La Phong. Tất cả mọi người nhìn chăm chú đi qua. Âu Dương Mộ Bạch khóe miệng treo lên cười lạnh, còn có hận ý, hắn hận không thể sư phụ lập tức xuất thủ đem La Phong nghiền ép. Đã sớm xa xa lui qua một bên sở trường Uông Kim Ngân, lúc này mắt sáng lên, hắn biết, người đến nhất định là ngành đặc biệt bên trong cao tầng, tiểu tử này, hôm nay sợ là đụng vào tấm sắt. Hạ Chính Nhân khuôn mặt nghe răng cười, "Tiểu tử, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối?" Thiên Y Lam cũng là lo lắng nhìn lấy La Phong. Nàng không nghĩ tới vậy mà bởi vì cái này một chút sự tình, liền xích không lâm đều chạy đến. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú lên. Một lát, La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi. ngẩng đầu, 45 độ nhìn chăm chú bầu trời. Không nhìn. Vẫn là không nhìn. Thiên Y Lam dường như cảm giác ở ngực trúng một tiễn, che ở ngực, da hỏa này, liền không thể khiến người ta bỏ bớt tâm sao có thể hiện tại còn có thể làm sao? Xích không lâm điện thoại di động kêu lên. Sư đệ, ngươi còn không hết hy vọng. Xích không lâm vốn không muốn ở thời điểm này tiếp điện thoại, nhưng nhìn đến điện biểu hiện, khóe miệng không khỏi khinh dương, ngươi muốn bảo tiểu tử, bây giờ đang ở trước mặt ta. Xích không lâm, ngươi ta ở giữa ân oán, không muốn kéo dài đến tiểu bối trên thân. Đầu bên kia điện thoại, đồng phương vân tiêu âm thanh vang lên đến, hương sư động chúng như vậy, đối phó một tên tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Xích không lâm cười lạnh, ngươi có bản lĩnh, vì sao không cứu hắn? Ta biết, ngươi là vì nịnh nọt Âu Dương Gia. Đông Phương Vân Tiêu Thanh Âm cũng là lạnh lên, thế nhưng là, xích không lâm, ta đây là nhắc nhở ngươi, ngươi như khư khư cố chấp, nhất định sẽ hối hận. Xích không lâm lười nhác cùng Đông Phương Vân Tiêu lại nói, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hối hận. Xích không lâm đôi mắt lóe ra hàng quang, hối hận người, là hắn Đông Phương Vân Tiêu mới đúng. Trên danh nghĩa, Âu Dương Mộ Bạch là hắn xích không lâm đồ đệ, có thể xích không lâm rõ ràng, Âu Dương Mộ Bạch chỉ là được phái tới hàng châu lịch luyện, lịch luyện sau khi kết thúc, hắn sẽ còn trở lại kinh thành, cái kia cái thế lực cùng quyền lợi hạch tâm chi địa. Xích không lâm mặc dù đã đứng hàng một tỉnh người phụ trách, thế nhưng là, hiên viên các bên trong, sau vị trí này cao hơn, có khối người hắn nghĩ tới hiên viên các tổng bộ, dành cao hơn ghế. Như vậy, tốt nhất đường lối, tự nhiên liền định bờ Âu Dương gia. Hôm nay Âu Dương Mộ Bạch ở chỗ này chịu đến khuất nhục, nhất định muốn gấp đôi đòi lại. Buông hắn ra. Xích Không Lâm đôi mắt như là hai đạo sắc bén cung tiễn, đột nhiên nhìn về phía thiết diện. Hắn đã đi tới nơi này lâu như vậy, đối phương vậy mà còn đang nắm Âu Dương Mộ Bạch không thả, hiển nhiên là không đem chính mình để vào trong mắt a. À. Thiết diện nhìn một chút xích không lâm, một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cùng la phong đồng dạng một khoảng trời. Xích không lâm đôi mắt lúc này tuôn ra lạnh lùng hàng quang. Bỗng nhiên, xích không lâm đại thủ bãi xuống, hạ lệnh để rất nhiều võ cảnh toàn bộ rút lui, đi ra bên ngoài hiệp trợ phong tỏa hiện trường, không cho bất luận kẻ nào tới gần cửu khê sở cảnh sát. Cái này một khối khu vực, hoàn toàn do hiên viên các võ giả bộ môn tới tiếp quản từng cái từng cái vũ trang đầy đủ võ cảnh nhóm phía trên xe rời đi, không ít đều mang nghi hoặc, trong bọn họ cũng có rất nhiều người cũng không biết hiên viên các tồn tại. Mười hơi bên trong, Thả Âu Dương Mộ Bạch. Xích Không Lâm đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, ngữ khí lạnh lẽo, sát cơ chợt lóe lên, nếu không lời nói, lấy ngươi bắt giữ con tin tội danh, ta liền có thể cứu viện con tin danh nghĩa, đưa ngươi tại chỗ chém giết. Ta hoảng sợ nước tiểu. Thiết Diện cười ha ha. Thiên Y Lâm khóe miệng giật một cái, cái này ngốc tử bên người gia hỏa, thật sự là. Thiên Y Lâm cái này tỉnh Quảng Đông Thi Đại học người thứ hai thiên tài, vậy mà tìm không thấy từ để hình dung Thiết Diện, về điểm này, Thiết Diện đủ để kiêu ngạo. Xích Không Lâm đôi mắt nhìn chăm chú lên Thiết Diện, nửa ngày, lắc đầu, thật sự là vô tri. Hắn tự nhiên nhìn ra Thiết Diện nội lực cảnh giới, chỉ là minh kình ngũ phẩm mà thôi. Xích không lâm thật nghĩ mãi mà không rõ, Âu Dương Mộ Bạch rõ ràng là minh kình cửu phẩm chi cảnh, làm sao lại bị một cái minh kình ngũ phẩm gia hỏa bắt giữ ở. Nhất định là đối phương phía dưới cái gì ti tiện thủ đoạn. Sự tình phát triển đến bây giờ, từ hồ xa xa chệch hướng vốn có quỷ tích. Có thể tất cả mọi người cũng không có cảm thấy có gì không ổn chỗ. Đối với Âu Dương Mộ Bạch mà nói, hắn giờ phút này đối la phong mấy người hận ý đã vượt qua còn lại hết thảy mà đối với xích không lâm mà nói âu dương mộ bạch ý niệm trọng yếu nhất ba hơi xích không lâm thanh âm chậm rãi vang lên la phong đứng chắp tay không để ý chút nào bốn hơi thở xích không lâm thanh âm lại lạnh một điểm hừ sắp chết đến nơi lại còn dám làm bộ bình tĩnh âu dương mộ bạch cười lạnh năm hơi la phong yên nguyên bất vi sở động sáu hơi thở Thiết diện tò mò theo La Phong ánh mắt đi ngẩn đầu nhìn lên trời không thất hơi thở Thiên Y Lam trong lòng không khỏi đột nhiên siết chặt con ngươi lo âu nhìn lấy La Phong nàng theo sư phụ cái kia nghe qua quá nhiều xích không lâm sự tích đây là một cái đã từng lóa mắt cuộc khởi nhân vật thiên tài tám hơi thở xích không lâm nhìn lấy La Phong đôi mắt càng lạnh lẽo ẩn ẩn thấm vào sát cơ xem ra chính mình thật lâu không có xuất thủ liền cái chỉ là tiểu bối cũng không đem chính mình để vào trong mắt Chính hơi bỗng nhiên xích không lâm trên thân khí thế điên cuồng bộc phát ra dời núi lấp biển đồng dạng nhào về phía la phong a à. la phong ánh mắt rốt cục trơi vào xích không lâm trên thân vậy mà là cửu đỉnh cường giả cửu đỉnh la phong khẽ nói một tiếng uyển dường như sấm sét tại thiên y lam trong đầu nổ tung khuôn mặt hoảng sợ đại biến cửu đỉnh chi lực ám kinh ngũ phẩm Xích không lâm vậy mà đánh vỡ ràng buộc, đi đến một bước này, khó trách đã không cách nào thỏa mãn với hiên viên các võ giả bộ môn hàng châu phân bộ người phụ trách thân phận, lấy hắn thực lực, cũng xác thực có tư cách đến hiên viên các tổng bộ đi làm một tên nguyên lão. Hiên viên các thất lão nắm quyền lớn, bất quá, chia làm quân bộ, võ giả bộ. Hiên viên các thất lão tuy nhiên quyền cao chức trọng, có thể tự thân thực lực chưa hẳn lại là tối cao, thí dụ như quân lão, hắn đến từ quân bộ, cá nhân thực lực không phải rất mạnh có thể trong quân đội uy vọng rất cao ngồi lên hiên viên các thất vị trí cũ chỉ bất quá bây giờ đã tự nhận lỗi từ chức hiên viên các cường giả chân chính nơi tụ tập là chưa nguyên lão hiên viên các thất lão phải chịu trách nhiệm hiên viên các lớn nhỏ thủ tục nắm giữ thực quyền lại mất đi rất nhiều thời gian tu luyện bởi vậy phần lớn truy cầu càng cao cường hơn người cảnh giới người càng thêm nhìn trúng là hiên viên các nguyên lão thân phận Hiên viên các nguyên lão tại Hiên viên các nội địa vị ảnh hưởng rất lớn, bọn họ có thể tùy ý hưởng dụng Hiên viên các tư nguyên lấy cung cấp bọn họ tu hành. đương nhiên, bộ phận này người là Hiên viên các lực lượng mạnh nhất, cực ít sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì bản danh sách bên trong. Đây là Hiên viên các cuối cùng vương bài nhất quốc chi lực chỗ dự trữ cường giả lực lượng. Xích không lâm muốn lấy la phong vì bàn đạp vào Hiên viên các tổng bộ liệt kê chưa nguyên lão chi chỗ ngồi. Cẩn thận. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. La Phong đôi mắt thì là lướt qua một vệt chờ mong hừng hực quang mang. Lần trước quyết đấu cửu đỉnh cường giả là tại trú kiếm phong phía trên, lúc đó La Phong mượn, dung hợp lực lượng, đem thực lực tăng lên tới bát đỉnh đỉnh phong, lại lấy thiên giai võ học, một lần hành động đánh bại cửu đỉnh cường giả nhất phong đạo trưởng. Một đoạn này thời gian đến nay, La Phong thực lực một mực đang tăng nhanh như gió, riêng là ăn vào bảo huyết đang về sau, càng là tinh tiến một tầng vả miệng la phong mỉm cười mở miệng đây là tải xích không lâm trong miệng rơi ra mười hơi thời điểm mười hơi bên trong buông ra âu dương mộ bạch nếu không chết đùng bàn tay vang dội thiết diện một mực đang chú ý la phong chờ đợi hắn ra lệnh một bàn tay không chút do dự đánh xuống mà lại thật dùng tới lực đạo âu dương mộ bạch khóe miệng máu tươi tràn ra xem ra bi thảm không thôi xích không lâm quyền đầu mãnh liệt nắm thân hình thoát một cái phía dưới, liền vọt tới La Phong trước mặt. Đây là ngươi tự mình lựa chọn đường. Xích không lâm ánh mắt triển lộ sát cơ. Sư. Trong nháy mắt liền xuất hiện, quyền đầu phản phất là một tầng hư ảnh, lại ẩn chứa cửu đỉnh chi lực. Nhất quyền cửu đỉnh. Kinh thiên động địa. Xích không lâm đôi mắt lướt qua nhe răng cười, hắn tự hỏi, La Phong tránh không khỏi một quyền này của hắn. Chợt. Trong con mắt của mọi người, xích không lâm tự hồ là đánh trúng La Phong. Thiên Y Lâm con người chết trận to, dường như trái tim tao ngộ nhất kích. Nhưng mà, một giây sau ở giữa, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Là tàn ảnh. Đi theo xích không lâm tới mấy người nhau nhau hít một hơi lãnh khí. Kẻ này tốc độ quá nhanh. Lợi hại, ta đều thấy không rõ hắn là làm sao trốn tránh. Lại còn phản kích. Xích không lâm đôi mắt cũng là lóe qua một đạo dị sắc bên trái quyền phong giống như như sóng to gió lớn đánh thẳng tới, trong không khí phản phất có một cái cuồng báo tại gào thét. Báo lực vạn quân. Oanh. Xích không lâm bóng người một sai, đồng thời huy quyền ra ngoài. Quyền đối quyền. Không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Mộ Bạch đôi mắt lóe ra căm hận sắc mặt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nhìn chầm chầm La Phong, thần sắc cũng đồng thời toát ra khinh thường. Sư phụ mình thế nhưng là cửu đỉnh cường giả. Mặc dù là mấy ngày trước đây vừa mới đột phá, có thể cái này cũng là chân thật ám kình ngũ phẩm cường giả, hiên viên các chư nguyên lão bên trong, cửu đỉnh cường giả cũng không nhiều, muốn liệt kê chư nguyên lão chi chỗ ngồi, thực lực là cơ bản, còn muốn đối hiên viên các có đầy đủ cống hiến. Bất quá, Xích Không Lâm có thể đột phá trở thành cửu đỉnh cường giả, liệt kê chư nguyên lão chi chỗ ngồi, cơ hồ đã mất lo lắng. Hai ngày này hiên viên các tổng bộ đã phái hạ nhân đến khảo sát Xích Không Lâm tại Âu Dương Mộ Bạch xem ra, cái này khảo sát bất quá là cái hình thức thôi, chờ khảo sát kết thúc, chính mình liền cùng sư phụ cùng nhau rời đi Hàng Châu, trở lại Kinh Thành, chỗ đó mới là mình thuận theo thiên địa. Có thể nghĩ không ra, khảo sát không có kết thúc, thì gặp phải cái này một cọc biến cố. Hộ Tống Xích không lâm cùng một chỗ đến đây người bên trong, cũng có mấy tên đến từ hiên viên các tổng bộ, bên trong hai người, liệt kê chiêu nguyên lão chi chỗ ngồi. Hai người đều là ám kinh tứ phẩm cường giả. Đối oanh. Một tiếng kinh thiên động địa vang vọng. La Phong thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chiến đấu đã kết thúc. Cùng cửu đỉnh cường giả ngạnh bính, cỡ nào ngu xuẩn chiến đấu phương pháp. Cùng vọng là cần muốn trả giá đắt. Thiết diện Tây Yên Nguyên còn tại kẹp vào Âu Dương Mộ Bạch Cổ Hồng, thần sắc không thay đổi, thậm chí còn ẩn ẩn treo mỉm cười. Hắn biết lão đại ác chủ bài dung hợp lực lượng vừa mới một lần kia đối oanh lão đại chẳng qua là thuần túy vận dụng nội lực lão đại nội lực tựa hồ chỉ là ám kình nhất phẩm đi quả nhiên là cửu đỉnh cường giả bất quá so với nhất phong đạo trưởng yếu không ngừng một chút xíu a à? la phong ổn định bóng người về sau có chút thất vọng tự lẩm bẩm một tiếng xích không lâm vừa vừa bước vào cửu đỉnh tự nhiên không cách nào cùng nhất phong đạo trưởng so sánh nhận lấy cái chết xích không lâm nhưng không biết La Phong giờ phút này ý nghĩ, bóng người lại lần nữa nhất động, hai chân đạp một cái trong chốc lát, như là đạn pháo oanh ra, thanh thế dọa người, phá diệt quyền. Hủy diệt lực lượng. Hô! Ung ung kéo đến. Nhất quyền trung ra, đầy trời đều dường như bao trùm lên xích không lâm quyền ảnh. Đem La Phong bao phủ lại, cái kia vô tận cảm giác dường như xúc giác tập trung vào La Phong, mặc kệ La Phong hướng về cái nào một chỗ di động xích không lâm quyền đầu tất nhiên sẽ như bóng với hình. Đôi mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt. Đánh giết La Phong. Cái này một chốc, La Phong dương mắt, hai con ngươi trở nên băng lãnh lên. Mình cùng xích không lâm không oán không cừu, nhưng hắn vậy mà thật muốn đối với mình hạ sát thủ. Mặc kệ là xuất từ nguyên nhân gì. Đối với mình có mang ác ý người, La Phong xưa nay sẽ không nhẹ tha thứ. Dù là hắn là hiên viên các võ giả bộ môn hàng châu người tổng phụ trách. Hô! La Phong thân thể thẳng tắp đứng vững, không che giấu nữa chính mình khí thế, tử khí đông lai thần công vận lên, cấp tốc dung hợp. Dung hợp lực lượng. La Phong hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Quyền đầu nhẹ nắm. Cái này là cửu đỉnh lực lượng cảm giác cảm giác sao? La Phong khẽ nói lấy, cái này một cổ lực lượng để hắn có loại nguồn gốc từ tại trong máu hưng phấn gặp la phong ánh mắt nhắm lại thiên y lam trong lòng lại là hung hăng níu chặt lên trong lòng bàn tay đã sớm nắm bắt mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhật địa lo lắng nhìn chăm chú lên nhưng lại bất lực nhắm mắt lại đây là biết mình muốn chết sao người nào không đi trêu chọc vậy mà trêu chọc âu dương mộ bạch hắn là giết người người bị tình nghi còn bắt giữ âu dương mộ bạch làm con tin thước tiền bối giết hắn hoàn toàn hợp lý xem ra một cái thiên phú không tồi tiểu tử đáng tiếc làm người quá phách lối đời sau khiêm tốn một chút đi tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói cái kia đầy trời thế công đột nhiên kịch liệt thu nạp hóa làm một cái quyền đầu chừng cao chính thước quyền đầu mang theo kinh thiên động địa chi thế mãnh liệt đánh tới hưu la phong đôi mắt đột nhiên mở ra một tia điện vút qua điện quan chớp lóe ở giữa cái kia một đôi giống như tảng mát ra tia điện đôi mắt lại tựa hồ như thoáng cái lập lòe tại tại chỗ tất cả mọi người tầm mắt bên trong thậm chí có thể gặp đến cái này một đôi trong con mắt to lớn quả đắm to tại tiếp cận thanh thế to lớn giống như vạn trường sóng lớn xếp chồng điên cuồng trùng kích có thể la phong hai mắt lại giống như đủ để thấu phá thương khung lạnh như băng nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần phá la phong bỗng nhiên nhất quyền nắm lên chỉ một thoáng nâng quyền nhất vung. Tình cảnh này rơi vào chúng mắt người, từng cái từng cái tất cả đều trận mắt hốc mồm. Hắn, quả thực là điên. Vừa mới quyền thứ nhất thời điểm thì nhìn ra được song phương có bao nhiêu chênh lệch, hắn lại còn dám ngạnh bính cái này hẳn phải chết nhất quyền. Ta có phải hay không hoa mắt, cái kia? Là cơ sở nhất quân thể quyền. Người cuối cùng thoại âm rơi xuống, còn lại người cũng đều nhao nhao nhìn ra. Thật sự là quân thể quyền mà lại là bên trong đơn giản nhất nhất quyền. Trực tiếp xuất quyền, gọn gàng mà linh hoạt, huy quyền cương mảnh. Ngu xuẩn gia hỏa, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là hóa phức tạp thành đơn giản sao? Thiết diện cười khẩy. Oanh! Phản phất là vì xác minh thiết diện một câu nói kia, là phong nhất quyền cùng cái kia hóa ảnh mà đến tám thước cự quyền va chạm. Lông trời lỡ đất giống như chấn động thanh âm. Thanh thế to lớn. Phá! Phá! tất cả mọi người trố mắt muốn nứt. Cái kia tám thước cự quyền dường như bị trực tiếp xé rách, ầm ầm bị phá vỡ. Điện quan chớp lóe ở giữa, là phòng bóng người đã trực tiếp xuyên qua cái này tám thước cự quyền, thẳng tới xích không lâm thân hình trước đó. Xích không lâm khuôn mặt nhất thời bộc lộ hoảng sợ, linh hồn thụ chấn, gấp rút lui lướt, trọn vẹn lui lại hơn 10 mét né tránh la phong một quyền này phong mang, nhưng mà, cước bộ chưa ngừng, cái kia đập vào mặt quyền phong nhưng lại buông xuống đắc thế không tha người oanh xích không lâm vội vàng phía dưới nhất quyền vung ra cửu đỉnh chi lực đập vào nhưng mà nhất quyền phía dưới xích không lâm thân thể lại trực tiếp sau lui ra ngoài la phong bóng người sừng sững bất động cao thấp lập phán toàn trường trong khoảnh khắc đều trở nên một trận tĩnh mịch la phong vậy mà như thế dứt khoát đánh lui cửu đỉnh cường giả xích không lâm quả thực như là một cái sấm sét tại tất cả mọi người trong đầu vang vọng mà lên quá mức thật không thể tin con mọc sách này thiên y lam thần sắc ngốc trễ lấy trong đầu hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp la phong thời điểm là tại tử kinh phía sau núi lúc đó chính mình thì cười la phong là cái con mọc sách có thể sau đó không lâu cái này con mọc sách thì thể hiện ra để cho mình rung động thực lực không chỉ có như thế mà lại mỗi khi chính mình coi là đầy đủ giải cái này con mọc sách thời điểm hắn lại lần lượt bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh người lần này càng là trực diện cửu đỉnh cường giả nhất quyền đẩy lui trên đời này vậy mà lại có yêu nghiệt như thế thanh niên một tên đến từ hiên viên các tổng bộ nguyên lão không khỏi thì thào mở miệng nhìn lấy la phong ánh mắt hơi khác thường thật đáng sợ nhất quyền đẩy lui xích không lâm không có khả năng âu dương mộ bạch sắc mặt đều trắng bệch nửa ngày thần sắc dữ tợn nhất định là làm dùng thủ đoạn gì ám toán sư phụ ta sư phụ ta nhất thời chủ quan mà thôi la phong hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ âu dương mộ bạch một câu nói kia hạ xuống không ít người ánh mắt đều nhao nhao sáng lên đúng nhất định là như vậy là xích không lâm chủ quan nếu không lời nói một thanh niên làm sao có thể đẩy lui xích không lâm xích không lâm đôi mắt chăm chú nhìn la phong Người khác nói thế nào hắn giờ phút này căn bản không có chú ý, có thể xích không lâm rõ ràng, vừa mới la phong trên thân bạo phát đi ra cái kia một cổ lực lượng, quả thực quá mức đáng sợ. Lực lượng, tuyệt đối có thể so với cửu đỉnh. Xích không lâm hít sâu một hơi, nhìn qua la phong ánh mắt ngoan sắc lóe lên, bóng người như tiễn, trực tiếp liền dẫn đầu phát khởi thế công, vạn trượng quyền ảnh đầy trời trải rộng, bí mật mang theo dọa người sát cơ, điên cùng nghiền ép. Quyền chi hủy diệt xích không lâm một kích mạnh nhất. Chủ quan. Hắn căn bản sẽ không. Có thể đạp vào cửu đỉnh tầng thứ, cái này mang ý nghĩa xích không lâm thiên phú đáng sợ, đồng dạng, hắn cũng có thể phát giác được giờ phút này La Phong mang đến cho hắn uy hiếp, trên người người này phát ra vô hình khí tức nguy hiểm, lệnh hắn càng tim đập nhanh. Chủ động xuất kích. Không biết tự lượng sức mình. La Phong lạnh lùng nhìn chầm chầm xích không lâm, trả lại hắn một câu, lại lần nữa nhất quyền vung ra lại là đơn giản nhất quyền. Oanh! Cung bạo lực lượng như là như hồng thủy đánh gãy xích không lâm một cánh tay. Xích không lâm thân thể bay thẳng ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Một cánh tay vô lực buông xuống, khoan tim kịch liệt đau nhức để xích không lâm khuôn mặt không ngừng mà run rẩy đáng sợ. Bại! Triệt để thảm bại! Tại sao có thể như vậy? Âu dương mộ bạch sắc mặt đã hoàn toàn trắng xám lấy, toàn thân dường như bị một luồng hơi lạnh bao vây lại, khó có thể tin nhìn qua phía trước một màn. Tê tê. Từng đợt hít một hơi lạnh khí. Cả đám đều khuôn mặt phủ đầy rung động. Nếu như mới vừa rồi bị đẩy lui là ngoài ý muốn, hiện tại thế nào? Không có người lại sẽ cho rằng là cái ngoài ý muốn. Đây rốt cuộc muốn hạng gì yêu nghiệt thiên phú, mới có thể tuổi còn trẻ như thế, liền đạt cửu đỉnh chi lực. Không dám tưởng tượng. Hai tên người mặc hoa phục hiên viên các nguyên lão nhìn nhau, đồng thời hiểu ý. Kẻ này, nhất định phải lôi kéo tiếng vào hiên viên các. Hắn trả muốn làm gì? Lúc này, đột nhiên có một tràng thốt lên âm thanh vang lên tới. Mọi người định thần nhìn lại, trong lòng đều nhao nhao một đăng. La Phong giờ phút này, vậy mà từng bước từng bước hướng về xích không lâm đi qua. Mỗi đi một bước, cái kia mạnh mẽ không so khí thế nghiện ép mà đi, phản phất muốn làm cho người ngạc thở. Người! Xích không lâm cố nén kịch liệt đau nhức nhìn qua La Phong ngươi muốn làm gì làm gì la phong nheo lại mắt đôi mắt lãnh quan lấp lóe ngươi vừa mới muốn muốn giết ta hiện tại hỏi câu nói này không cảm thấy buồn cười không vừa nói xong không ít người sắc mặt nhất thời nhao nhao đại biến la phong tự hồ là không muốn cứ như vậy buông tha xích không lâm thế nhưng là nơi này là cửu khê cửa đồn công an xích không lâm là hiên viên các võ giả bộ hàng châu người tổng phụ trách còn ngay trước hai tên hiên viên các tổng bộ nguyên lão mặt La Phong, còn muốn tiếp tục xuống tay với Xích Không Lâm. Ngươi dám đụng đến ta. Xích Không Lâm lui lại mấy bước, ngoài mạnh trong yếu, đôi mắt phun ra ngoan sắc, ngươi cũng đã biết hội có hậu quả gì không. La Phong dừng bước lại. Một lát, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Chưa chiến trước đó, ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói, nhất chiến là được. Có thể ngươi chiến thua về sau, lại còn dám nói ta không dám động tới ngươi cái này lời nói đến, xích không lâm, ngươi là ngu ngốc sao la phong ánh mắt miệt thị lấy xích không lâm ngươi thắng vết ta ngươi thua coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra ha ha ngươi cho rằng ngươi là ai đạp la phong lại bước lên một bước toàn thân sát khí điên cuồng địa bổ nhào qua trực tiếp đem xích không lâm bao phủ lại xích không lâm khuôn mặt hoảng sợ không tự chủ được lui lại lấy ngươi trẻ tuổi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lúc này một tên ăn mặc hoa phục hiên viên các nguyên lão đứng ra, nhàn nhạt âm thanh mở ra miệng, cần gì cho mình chọc mầm tai vạ. La Phong đôi mắt đột nhiên thoáng nhìn cái kia hiên viên các nguyên lão, nửa ngày, đột nhiên cười to. Bóng người nhất động. Nhanh như ti chớp. Oanh. La Phong nhất quyền. Trực tiếp đánh vào xích không lâm vùng đan điền. Lực lượng bẻ gãy nghiền nát. Cơ hồ trong nháy mắt phá hủy xích không lâm đan điền. Âm âm. Xích không lâm thân thể hướng về đằng sau phi lên, lại một lần nữa nặng nề mà ngã trên đất. Qua địa liền nôn mấy ngụm máu tươi. Đang điền bị hủy, đã là phế nhân. Ai có thể nói cho ta biết? La Phong bóng người dừng lại, đứng chắp tay, lãnh đạm mở miệng, ta vì sao muốn tha thứ hắn. Xích không lâm, mới vào cửu đỉnh, bị nên hăng hái, Xuân Phong đắc ý, một bước lên mây thời điểm, nhưng bởi vì một cái hắn căn bản không đế tại mắt bên trong người thanh niên, biến thành phế nhân. Cửu đỉnh lực lượng, phút chốc trút xuống. Không thể nghi ngờ là một cái tin dữ, tuyệt cảnh. Xích không lâm liền nôn đến ngụm máu tươi, toàn thân đều tại kích ruông Đôi mắt tràn ngập hận ý mà nhìn xem La Phong, hắn căn bản không thể tin được, La Phong, thật dám động thủ, mà lại, như thế dễ như trở bàn tay địa phế bỏ chính mình tu vi. Một sát na này ở giữa, xích không lâm ở sâu trong nội tâm dân lên một vệt hối hận có thể càng nhiều là hận giận. Hai con ngươi trận to gần như muốn phát điên, thanh âm mang theo kiệt xé nội tình bên trong gào thét, ngươi nhất định phải chết. Hắn. Hận A. Xích không lâm hai con ngươi giống như triệt để cùng hóa nhập ma. Có thể nắm chặt quyền đầu, cũng đã không cảm giác được nửa phần lực lượng. Phế, đường đường cửu đỉnh cường giả, triệt để biến thành phế nhân. Giờ này khắc này, bốn phía xung quanh người yên nguyên vẫn là ngốc trệ hóa đá lấy, trong đầu quanh quẩn La Phong câu nói sau cùng Ta tại sao muốn tha thứ hắn? Vì cái gì? Bởi vì hắn là xích không lâm Bởi vì hắn địa vị hiển hách Bởi vì hắn tại vì Âu Dương gia làm việc Bởi vì hắn tức sẽ là hiên viên các tổng bộ nguyên lão thành viên Nhưng mà, đây hết thảy Tự hồ cũng bị La Phong miệt thị Hắn muốn giết ta Ta không giết hắn đã là nhân từ Phế hắn, tự nhiên là đương nhiên La Phong không thẹn với lương tâm trực chỉ bản tâm. Cái này một chốc, La Phong ẩn ẩn cảm giác được chính mình tử khí đông lai tầng thứ hai bình cảnh tựa hồ có một tia muốn dấu hiệu buông lỏng. Cái kia vừa mới đứng ra ăn mặc hoa phục hiên viên các nguyên lão giờ phút này khuôn mặt lại là tái nhật vô cùng. La Phong tại hắn vừa mới nói xong một câu về sau, liền không chút do dự xuất thủ phế bỏ xích không lâm, đây rõ ràng không đem chính mình để vào trong mắt. Xích không lâm là ta hiên viên các hậu tuyển nguyên lão thân phận, bây giờ lại bị ngươi phế bỏ ngươi phải bị tội gì hoa phục nguyên lão khuôn mặt tái nhợt mà lạnh như băng mở miệng hai con ngươi hiện động lên lãnh quan buông cười vừa mới xích không lâm muốn giết ta thời điểm làm sao không thấy ngươi đứng ra quát lớn xích không lâm nói ra ta thân phận sau đó xích không lâm giết ta lời nói hắn xích không lâm phải bị tội gì hoa phục nguyên lão lông mày nhíu lại ngươi có thân phận như thế nào còn lại người thần sắc cũng là nhao nhao rung lên kẻ này trong vòng một chiêu phế bỏ xích không lâm chắc hẳn không phải hạng người phàm tục hắn đến cùng là ai cả đám đều nhao nhao hiếu kỳ không thôi la phong đứng chắp tay thần sắc bôi qua một tia kiêu căng hoa hạ công dân hoa phục nguyên lão cánh tay rất nhỏ rung lên hiển nhiên bị la phong trả lời tức giận đến không nhẹ càng là la phong nói ra bốn chữ này để hắn không thể nào cãi lại hắn là hiên viên các nguyên lão hiên viên các là địa phương nào lấy thủ hộ hoa hạ dân tộc bảo vệ hoa hạ vinh diệu vì sứ mệnh nếu là hắn quát lớn la phong câu nói này bị tên này đến một câu ngươi nhà xem thường hoa hạ công dân sao chính mình là nhảy xuống sông ninh cũng rửa không sạch nhiều lắm là cho địa phương mang đến chút ô nhiễm mặc cho ngươi rất nhiều ngụy biện xích không lâm đã bị ngươi phế một tên khác hoa phục nguyên lão đứng ra ánh mắt lạnh lùng nhìn qua la phong Ngươi làm như thế nào, cho ta hiên viên các một cái công đạo. La Phong cười lạnh, hắn tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt bàn giao. Hai tên hoa phục nguyên lão thần sắc đồng thời cứng lại, gia hỏa này, thực sự quá phách lối cùng vọng. Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại xích không lâm, thì không người làm gì được ngươi. Vừa mới bắt đầu nói chuyện vị kia hoa phục nguyên lão hai con ngươi băng lạnh như sương tuyết, hơi lạnh tỏa ra đi ra, nơi này tuyệt đối không cho phép ngươi làm ẩu. Ngươi cũng muốn giết ta sao? La Phong trực tiếp đôi mắt phong mang nhất chỉ cái kia hoa phục nguyên lão. Cái kia hoa phục lão giả nghe tiếng khuôn mặt biến ảo mấy cái. Giết La Phong. Hắn là ám kình tứ phẩm, vốn cũng được xưng tụng là một tên cường giả, có thể ở trước mắt kẻ này trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý. Chung quanh nơi này sớm đã là thiên la địa võng. Hoa phục nguyên lão lạnh giọng mở ra miệng, coi như người đánh bại xích không lâm, có thể hôm nay cũng mơ tưởng rời đi nơi này trừ phi hoa phục nguyên lão nhàn nhạt mở miệng người dám xông vào đối kháng toàn bộ viêm hoàng thật lớn một cái mũ người có tư cách đại biểu viêm hoàng sao thiết diện đôi mắt lạnh lẽo thoáng nhìn hoa phục nguyên lão hoa phục nguyên lão lãnh đạm cười một tiếng đồng thời không nhiều nói la phong tự nhiên minh bạch hắn ý tứ cửu khê sở cảnh sát bên ngoài bị trực tiếp phong tỏa lúc trước rút lui võ cảnh nhóm nhất định cũng còn không hề rời đi nếu như mình một khi xông vào tất nhiên sẽ lọt vào bọn họ ngăn cản như tự mình ra tay sự tình chỉ sợ muốn đi lên một cái cực đoan hoa phục nguyên lão đang buộc hắn yếu thế các ngươi thiên y lam giờ phút này tức giận mở miệng hiên viên cát xưa nay sẽ không làm việc như thế ngang ngược hồ đồ la phong phạm phải tội gì hắn cùng xích không lâm ở giữa nhất chiến là thuộc về võ giả ở giữa quyết đấu, như là phong thua, bị xích Không Lâm giết chết, các ngươi sẽ trị xích Không Lâm tội sao? Trái lại, hiện tại xích Không Lâm bại, các ngươi lại cho hắn cài lên mũ lớn, muốn trị hắn tội, chẳng lẽ không sợ truyền đi bị chê cười sao? Đông Phương Vân Tiêu thu đứa đồ nhi tốt a. À? Xích Không Lâm giận quá thành cười, vậy mà hướng về ngoại nhân đến chỉ trích Hiên Viên Các. Ta luận sự. Thiên Y Lâm lạnh lùng mở miệng, nếu như các ngươi bên trong có người xuất thủ cầm xuống la phong, ta không lời nào để nói. Thế nhưng là, các ngươi sử dụng bên ngoài những cái kia võ cảnh kiềm chế làm dùng để uy hiếp la phong, ta thiên y lam, xem thường các ngươi. Hiên viên các thành viên, lúc khi tối hậu trọng yếu, có tư cách điều động bộ phận võ cảnh đến hiệp trợ phá án. Hoa phục nguyên lão thần sắc đạm mạc, đây chính là hiên viên các viết chuẩn tắc. Ngươi là muốn thả Âu Dương mộ bạch, thúc thủ chịu trói, vẫn là quyết định xông ra đi. Hoa phục nguyên lão ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong. La Phong ánh mắt cùng thiết diện liếc nhau. Một lát, hai người ánh mắt đồng thời bôi qua một đạo hừng hực quan mang. Ngươi nguyện ý lui lại một bước sau. La Phong nhạc âm thanh hỏi thiết diện. Thiết diện đột nhiên cười một tiếng, khống chế Âu Dương mục tiêu tay đột nhiên buông ra. Thỏa hiệp. Âu Dương mộ bạch khôi phục tự do, lập tức thì hướng trước mặt chạy vội phóng đi thật tình không biết, một giây sau, một cổ mạnh mẽ lăng liệt khí tức xâm nhập mà tới. Oanh! Âu dương mộ bạch thân thể như cùng một con diều đứt dây giống như phiêu diêu mà đi. Nặng ngã xuống địa. Qua địa liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, khó khăn đứng lên, quay đầu, đôi mắt tràn đầy oán hận nhìn chầm chầm thiết diện. Ngươi! Ngươi dám phế đang điền ta! La Phong không để ý đến Âu Dương Mộ Bạch, mà chính là hướng về La Phong có chút bất đắc dĩ buông tay, cũng là muốn lui về phía sau cũng không có cách nào à phế bỏ âu dương mộ bạch không cho mình đường lui đây cũng là thiết diện quyết tâm hai cái đều là người điên thiên y lam thần sắc đắng chát hôm nay ván này không biết như thế nào mới có thể phá thiên y lam muốn không ít biện pháp nhưng bây giờ muốn đối phó la phong là hiên viên các nguyên lão còn có ai có thể cứu đến bọn hắn mà lúc này đây la phong đã cùng thiết diện sống vai đồng thời cười to ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ai có thể ngăn cản hai huynh để ta cướp bộ la phong cười to ánh mắt hừng hực giống như một vành mặt trời thân thể đường chính hôm nay vốn không tội vì sao muốn thỏa hiệp vì sao muốn cúi đầu tranh tranh thiết cốt lạnh lẽo nhìn phía trước một bộ nhạc bóng người màu xanh lam đạp vào cùng hai người sóng vai la phong ngơ ngẩn nhìn qua thiên y lam thiên y lam thần sắc bình tĩnh coi như ta là nữ nhân điên đi nữ nhân điên vừa nói xong thiết diện không khỏi liếc liếc một chút thiên y lam con người bôi qua dị sắc lần thứ nhất gặp thiên y lam thời điểm nàng tại lão đại bên người lúc đó thiên y lam cho thiết diện thứ nhất mắc cảm giác là kinh diễm đẹp đến mức kinh diễm làm cho người ngạc thở về sau mấy lần tiếp xúc thiên y lam tại thiết diện tâm bên trong ấn tượng cũng khá có thể thiết diện làm sao cũng không nghĩ tới, tại hôm nay cái này tự hồ căn bản không có cách nào bài trừ tử cục trước mặt, thiên y lam, lại còn kiên định đứng tại lão đại bên cạnh. Có lẽ, nếu không có la sát tỷ lời nói, thiết diện trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường, bởi vì tại địa ngục chiến đội tất cả mọi người tâm lý, chỉ có la sát tỷ mới xứng với lão đại. Hôm nay, Thiên Y Lam lại ẩn ẩn dao động thiết diện suy nghĩ thiên y lam dậm chân tới nàng cần dũng khí muốn hạng gì to lớn nàng muốn đối mặt là hiên viên các nguyên lão cấp bậc nhân vật mà nàng thì là hiên viên các một tên đệ tử có thể nàng vẫn là nghĩa vô phản cố nữ nhân biên chính cống nữ nhân biên âu dương nguyên lão cô gái này là tỉnh quảng đông người phụ trách đông phương vân tiêu đệ tử xích không lâm sắc mặt tái nhật không màu đôi mắt tràn ngập hận ý hướng lấy bên trong một tên hoa phục nguyên lão mở miệng cái kia hoa phục nguyên lão đồng dạng lệ thuộc Âu Dương Thế Gia, tên là Âu Dương Đồng Tử, cặp con mắt kia giờ phút này lóe qua gần như yêu dị hàng mang, nhìn chầm chầm thiên y lam, gàng từng chữ trách hỏi tới, thân là hiên viên các con cháu, lại phản bội hiên viên các, đối phó ngoại nhân, ngươi. Biết phải bị tội gì? Thiên y lam nắm chặt kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, khuynh thế dung nhang bôi qua kiên định, ta chỉ biết là, hôm nay, là phong vô tội. Là phong vô tội, lại muốn dán tội tại hắn. Lấy thiên y lam thực lực, so sánh Âu Dương Đồng Tử, đó là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng là, nàng giờ phút này vậy mà một điểm không sợ. Thì phi đen trắng, trong nội tâm nàng có kết luận. Tốt một cái la phong vô tội. Âu Dương Đồng Tử nhất chỉ la phong, nhè răng cười mở miệng, ta nói hắn có tội. Không chỉ có la phong, ngươi. Cũng có tội. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Thiết diện khóe miệng bôi qua một đạo rét lạnh, để bọn hắn đều đi ra đi. Xích Không Lâm chờ người thần sắc vô ý thức sững sờ phía dưới, bọn họ không hiểu Thiết diện ý tứ. Nhưng mà, lúc này, Âu Dương Đồng Đồng lỗ không khỏi co rụt lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiết diện, một lát vung tay lên. Sưu. 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 Sư. Bốn phương tám hướng, lần lượt từng bóng người lách mình mà ra. Bọn họ đều mặc lấy quần áo bó màu đen phục trong tay cầm thương hành động mạnh mẽ nhanh chóng thậm chí mặt đều bao lấy chỉ lộ ra từng đôi sắc bén lạnh lẽo đôi mắt trong tay súng ống trong khoảnh khắc đều hướng ngay la phong ba người bầu không khí giống như dương cung bạc kiếm bốn phương tám hướng chừng ba mươi sáu người thiên y lam sắc mặt không khỏi biến đổi cái này ba mươi sáu người khí tức toàn bộ phía trên nàng thuần một sắc ám kình cường giả trong tay bọn họ súng ống là ngân sắc tản mát ra vô cùng băng lãnh quan mang toàn thân đều tràn ngập một cổ nồng đậm khí tức nguy hiểm đây là thiên cương chiến đội thiên y lam không khỏi hít một hơi lãnh khí hiên viên các bên trong trừ cao tầng giai cấp bên ngoài vô số cường giả phần lớn lấy chiến đội phương thức tồn tại các nhánh chiến đội lẫn nhau không liên quan nương tựa theo mỗi người hoàn thành nhiệm vụ nhưng tại hiên viên các thu hoạch khác biệt tương nguyên mà thiên cương chiến đội tại bây giờ hiên viên các rất nhiều chiến đội bên trong, có thể đứng ở ba vị trí đầu bên trong. Thiên cương chiến đội, hết thảy 36 người. Không có ai biết bọn họ bộ mặt chân thật, bọn họ xuất hiện thời điểm, đều là che mặt. Có thể thực lực bọn hắn, không người dám coi nhẹ. 36 người, toàn bộ ám kình cường giả. Không chỉ có như thế, trong tay bọn họ súng ống đều là hiên viên các nội bộ đặc chế, chuyên khắc võ giả phòng ngự, quy lực mạnh mẽ vô cùng hôm nay, thiên cương chiến đội vậy mà đều xuất hiện. Chỉ là vì đối phó La Phong. Thiên Y Lam con người bôi qua một trận vẻ khó tin, hồi tưởng lại, sự kiện này nguyên nhân gây ra, chỉ là một tiểu nhân vật bị ám sát, làm sao lại liên lụy ra nhiều như vậy cường đại tồn tại. Có người đã từng thấy tận mắt, thiên cương chiến đấu toàn lực xuất thủ, liền một cái cửu đỉnh cường giả, cũng có thể tiêu diệt. Thiên cương chiến đội Thiết diện thần sắc tựa hồ một điểm không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua, đột nhiên đè thấp lấy thanh âm khẽ nói một câu, không biết vị nào, là thiên cơ tiểu tử. Thanh âm rất nhỏ, có thể đứng ở bên cạnh thiên y lam lại là nghe thấy. Con người không khỏi chấn động. Thiên cương chiến đội thành viên, lấy 36 thiên cương mệnh danh. Hắn, vậy mà nhận biết thiên cơ. Còn thiên cơ, tiểu tử. Phải biết, thiên cương chiến đội, riêng là đoạn thời gian gần nhất, danh tiếng cực thịnh, truyền ngôn, thiên cơ chính là thiên cương chiến đội lãnh tụ la phong ánh mắt cũng đảo qua đi nhẹ nhàng lắc đầu hắn không nhận ra cho dù là thiên cơ đứng ở trước mặt mình hắn cũng không nhận ra được làm lúc mới gặp mặt đợi thiên cơ là che mặt mà địa ngục chiến đội đám người lại đồng dạng mang theo mặt nạ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ phần lớn không lấy bộ mặt thật sự bày ra một bên khác phán quan đã đem nghe mùi đưa đến bệnh viện đồng thời an bài tốt hết thảy lập tức lần nữa lao tới cửu khê sở cảnh sát phương hướng trên con đường này phán quan điện thoại di động lại đột nhiên ở giữa vang lên phán quan vốn không muốn tiếp có thể cái kia gọi điện thoại người tựa hồ vô cùng bướng bỉnh một lần lại một lần mà vang lên lấy vị nào phán quan nhìn một chút điện báo biểu hiện là một chuỗi lạ lẫm con số hàng châu bản địa khẽ cau mày lấy kết nối tam ca một đạo thô kệch thanh âm mang theo thăm dò phản phất là áp chế ở tình cảm mình trầm giọng mở ra miệng phán quan đôi mắt lại là trong nháy mắt bộc phát ra hừng hực vô cùng quang mang thân thể dường như bị gián đoạn nặng nề giống như oanh chấn động một chút sau một lát mới áp chế ở tâm tình mình hít sâu một hơi vô thường đã lâu không gặp Tam Ca thanh âm kia lại kích động mấy phần ta bây giờ đang ở Hàng Châu ta ta nghe nói ngươi tại Hàng Châu thành lập mạng Đà La công ty Tam Ca ta hiện tại đi tìm ngươi đi vô thường thay đổi trong nháy mắt hát vô thường lúc trước địa ngục chiến đội hạch tâm hết thảy tám người tám người này theo thứ tự là diêm la vương ngọc la sát phán quan thiết diện báo ảnh huyết ma lãnh phong hát vô thường tám người ở giữa cảm giác là tại trong chiến hỏa ngâm luyện ra không có bất kỳ vật gì có thể thay thế giữa bọn hắn bài danh từ trên xuống dưới phán quan thứ ba hát vô thường là một tên sau cùng giờ phút này tại hàng châu một chỗ trên đường phố không ít người qua đường đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía một chỗ một cái lưng hùng vai gấu đại nam nhân giờ phút này tiếp lấy điện thoại thanh âm lại có mấy phần nghẹn ngào hốc mắt đều đỏ cái này ngu ngốc cái kia không phải là bị vung a à. nhất định là lớn như vậy tướng tá chẳng lẽ là trong thì ngon mà không dùng được chỉ rõ, nghị luận âm ỉ, đem Trung Quốc người qua đường bát quái đặc sắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nam nhân này, một thân màu đen áo thun. Đại khối đầu, thân thể lại đứng được so trường thương còn muốn đột ngột thẳng. Đầu bên kia điện thoại, phán quan trầm mặt thật lâu. Một lát. Vô thường, ngươi làm sao lại đến Hàng Châu? Phán quan hỏi một tiếng. Hàng Châu một chỗ vùng nước bên dưới phát hiện một tòa thủy cung, nghe nói là cường giả lưu lại, võ giả bộ có mấy chi cường đại chiến đội đều phái tới. Chúng ta quân bộ, cũng có người tới. Hắc vô thường không chút do dự mở miệng, đây vốn là một cái bí mật động trời, nhưng đối với Hắc vô thường mà nói, huynh đệ ở giữa, có cái gì không thể nói. Cho dù phán quan rời đi thật lâu, có thể Hắc vô thường chưa bao giờ đem hắn coi như ngoại nhân. Phán quan đôi mắt lóe lên một vệt sáng, nửa ngày, nhẹ mỉm cười một cái, vô thường, người bây giờ lập tức đi cửu khê sở cảnh sát. À, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Dù cho La Phong nói qua, bây giờ còn không phải triệu tập các huynh đệ thời điểm, mà lại, hắc vô thường không cùng bọn hắn, một thân một mình, hắc vô thường còn có gia tộc, gia tộc của hắn, tại kinh thành chư trong thế lực thậm chí có thể liệt kê năm giáp bên trong. Cái này đại khối đầu hắc vô thường, Chính là ngày đó tại Kinh Thành một nhà KTV bên trong cùng tư độ Minh Phong rống to ca hát người kia, bị tư độ Minh Phong trở thành lão hổ tể, bởi vì hát vô thường gia tộc, chính là kinh thành hoa gia hát vô thường tên thật hoa thiên hổ lần này phán quan rốt cục vẫn là không nhịn được nói ra hắn khát vọng huynh đệ đoàn tụ cửu khê sở cảnh sát hát vô thường trực tiếp sửng sốt thần sắc toát ra vẻ mơ hồ tam ca cửu khê sở cảnh sát ở đâu ngươi ngươi ở chỗ nào đừng hỏi nhiều như vậy đi ngươi liền biết ta bây giờ không có ở đây nhưng là ta chính hướng bên kia tiến đến trên đường phán quan cười nói Ngươi nằm mộng cũng nhớ gặp người, có lẽ, đi gặp có tin tức. Ngươi nằm mộng cũng nhớ gặp người. Một sát na này ở giữa, hát vô thường đôi mắt run rẩy chấn động mạnh mẽ, đột nhiên chết trận to, dường như hô hấp đều tỉnh lại một dạng, toàn thân đều đang phát run, run giọng mở ra miệng, ngươi. Ngươi chỉ lão đại. Túc túc túc. Điện thoại đã là một trận manh âm. Hát vô thường đôi mắt trừng lớn lấy, đột nhiên bỗng nhiên bắt lấy một người đi đường, Lớn tiếng hống, cửu khê sợ cảnh sát ở nơi nào Người kia bị hoảng sợ kêu to một tiếng Nỗ lực tránh thoát không có kết quả về sau Vẽ mặt cầu xin, đại hiệp, đón xe tới A à? Hát vô thường buông tay ra, nhanh chân liền chạy tới ven đường Chờ xe thời điểm, điện thoại di động lại vang lên tới Lão hổ tể, người đi đâu? Không phải đã nói cùng đi tìm tam ca uống rượu không? Là tư đồ minh phong thanh âm Cửu khê sợ cảnh sát Hát vô thường để lại một câu nói về sau, cấp tốc cúp điện thoại, có xe tới. Một chỗ hồ nước lưu vực bên bờ, thẳng tắp lạnh lùng thân thể đứng tại lấy, giờ phút này thần sắc toát ra nghi hoặc, nửa ngày, thần sắc không khỏi trở nên cổ quái, gia hỏa này, xuất hiện tại sở cảnh sát. Cái kia không phải. Cái kia bị bắt đi. Tư đồ Minh Phong nhìn không được nín cười ý, khó trách chỉ nói một chỗ tên. Ai, Đường đường hỏa diễm chiến đội đội trưởng hát vô thường tại Hàng Châu cái kia bị bắt, cái này muốn là truyền trở về lời nói. Ha ha! Tư đồ Minh Phong sải bước địa nhanh chóng nhanh rời đi. Cửu khê sở cảnh sát, bầu không khí sớm đã là dương cung bạc kiếm, chiến đấu lúc nào cũng có thể bạo phát. 36 tên thiên cương chiến đội thành viên đem la phong ba người đoàn đoàn bao vây lên, sát khí trùng thiên. Người mới vừa nói, muốn lấy võ giả phương thức đến giải quyết vấn đề, ta hiện tại cho ngươi cơ hội này. Hoa phục nguyên lão Âu Dương Đồng Tử cười lạnh liếc qua la phong ba người, chỉ muốn các ngươi xông qua thiên cương chiến đội vây quét, có lẽ, lão phu có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Chỉ là cân nhắc. La phong đôi mắt nhìn chung quanh liếc một chút chu vi thiên cương chiến đội thành viên, xem ra, thiên cương chiến đội là bây giờ hiên viên các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, so với lúc trước, thiên cương chiến đội thành viên càng mạnh. Trong bọn họ mỗi người đều là kinh lịch vô số chiến hỏa tẩy lễ, mỗi một người đều thân kinh bách chiến. Thiên Y Lam đồng học, ngươi lui qua một bên. La Phong nhạc âm thanh mở ra miệng. Thiên Y Lam cắn môi, ngươi liền không thể đối với ta thay cái xưng hô sao. Cái này con mọc sách, từ vừa mới bắt đầu, vẫn gọi mình là Thiên Y Lam đồng học, chẳng lẽ mình cùng hắn quan hệ, thì chỉ là đồng học sao? La Phong sững sờ một chút, nửa ngày, khoát khoát tay, lão thiên, ngươi trước lui ra ngoài đi, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Thiên Y Lam Chính mình đường đường tử kinh để nhất hoa khôi, vậy mà, bị gọi thẳng lão thiên. Nhưng mà, nàng lại không có lui ra, mà chính là chăm chú địa đệ lại trong tay mình võ kiếm. Nàng mặc dù không địch lại, có thể hôm nay đã quyết định, liền sẽ không lui lại nửa bước. Lão đại, ngươi bảo hộ nàng đi. Lúc này, thiết diện nhếch miệng cười một tiếng, ta đi thử một chút đám người kia thực lực Ta ngược lại muốn xem xem Bọn họ đến tột cùng có khả năng bao lớn Dám đến khiêu khích chúng ta Thiên y lam mắt nhìn thiết diện Có chút dở khóc dở cười Người ta thấy nhưng là đường đường hiên viên các thiên cương chiến đội Hiên viên các rất nhiều chiến đội bên trong Tam giáp tồn tại Nói thế nào giống như ngươi so với người ta còn có cao cấp giống như Tốt, ngươi đi cảm thụ một chút cái gọi là thiên cương đại trận La Phong mỉm cười gật đầu Thiên Y Lam thần sắc không khỏi lại là rung lên, nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Con mọc sách này, vẫn còn biết thiên cương đại trận. Hắn đến cùng là ai? Một cái thật lâu không có xuất hiện nghi hoặc suy nghĩ, lại bắt đầu tại thiên y lam trong đầu hiện lên. Theo tiếp xúc La Phong không lâu sau, nàng ngay tại thử nghiệm điều tra La Phong thân phận, có thể mỗi một lần, đều là không công mà lui. Thiên cương chiến đội. Cùng ta thống khoái nhất chiến đi. Thiết diện đã sải bước địa bước ra đi, đôi mắt lạnh lẽo, tay cầm sông toàn, khí tức cường đại thả ra ngoài, một cái bước xa liền phóng tới gần nhất một tên thiên cương chiến đội thành viên. Tại Âu Dương Đồng nói ra muốn lấy võ giả phương thức giải quyết vấn đề thời điểm, thiên cương chiến đội thành viên trong tay thương cũng đã thu hồi. Bọn họ trong đôi mắt sát phạt chi khí, lại không giảm chút nào yếu. Đối với bọn hắn mà nói, đối phó mấy người kia, chỉ là chấp hành lần này nhiệm vụ quá trình bên trong, Thuận tay thay nguyên lão giải quyết phiền phức A. Không đủ nhất lên. Chỉ bất quá, thiết diện nhất quyền vung ra, thiên cương chiến đội không ít người thần sắc đều là rung lên. Người này thực lực, vô cùng đáng sợ. Nhất quyền phía dưới, vậy mà ẩn ẩn có mấy ngàn cân quyền lực. Cẩn thận. Thiên cương chiến trong đội chín người ra khỏi hàng, đồng thời xuất quyền. Lấy tám người chi lực, ứng đối thiết diện nhất quyền. Âm âm tiếng vang chấn động mà lên tám người, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Lại lần nữa dương mắt thời điểm, đôi mắt kinh hãi mà nhìn xem thiết diện, tập hợp thiên cương chiến đội tám người chi lực, vậy mà không có cách nào đối phó trước mắt người này. Lại nhìn người này khuôn mặt, hiển nhiên là cực tuổi trẻ, là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt thiên tài. Phải biết, thiên cương chiến đội 36 người liên thủ, liền cửu đỉnh cường giả cũng có thể diệt. Tám người, đã là vượt qua một phần năm lực lượng, cổ lực lượng này, ám kinh nhị phẩm phía dưới, cũng không dám ngành bính, cái này mang ý nghĩa, kẻ trước mắt này, lực lượng tại ám kinh nhị phẩm, lục đỉnh chi lực trở lên. Võ giả cảnh giới, minh kinh cửu phẩm vì nhị đỉnh chi lực. Từ rõ ràng hóa thầm, muốn trọng vẹn vượt qua tam đỉnh, ám kinh nhất phẩm, cần ngũ đỉnh chi lực. Đây cũng là thiên cương chiến đội người căn bản không đem La Phong mấy người để vào trong mắt nguyên nhân. La Phong trong ba người, chỉ có La Phong nội lực tại ám kình nhất phẩm, thiên y lam minh kình cửu phẩm mà thiết diện càng thêm không tốt vẻn vẹn vẻ minh kình ngũ phẩm a à, bọn họ chỗ lấy tám người ứng chiến là muốn một chiêu liền giải quyết thiết diện thật tình không biết còn rơi xuống hạ phong người này bằng vào là thân thể lực lượng thiên cương chiến đội bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên hai con người toát ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng hiển nhiên người này đồng thời không dường như rất nhiều võ giả như thế xem thường thân thể lực lượng sở thiên cơ Thiết diện lập tức nghe ra thanh âm người này Khóe miệng dương nhẹ địa liếc đi qua Đột nhiên cười lên Xem ra thiên cương chiến đội đám người bên trong Cũng liền ngươi có chút nhãn lực a. À. Vừa nói xong Cái kia lúc trước mở miệng người kia đồng tử phúc chốc đại chấn Hưu Đôi mắt nhìn chậm chập thiết diện Hắn đến cùng là ai Hắn làm sao lại biết mình tên Thiên cương chiến đội 36 người Cực ít tình huống dưới hội lấy bộ mặt thật sự xem người biết mình thân phận người tuyệt đối không nhiều nhưng bây giờ lại có người nương tựa theo chính mình thanh âm hô lên sở thiên cơ ba chữ cái này tự nhiên khiến sở thiên cơ rung động không thôi ánh mắt nhìn chăm chú lên thiết diện nhưng mà nhưng thủy chung không nhận ra thân phận của hắn cố lòng huyền hư hoa phục nguyên lão âu dương đồng tử lạnh lùng khẽ quát một tiếng vung tay lên bắt lấy hắn sưu 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 lại có mấy đạo thân ảnh xông ra, sắc bén khí thế nhào về phía thiết diện, tổng cộng 18 tên thiên cương chiến đội thành viên đem sắc mặt bao vây đồng thời phát động mạnh mẽ vô cùng thế công, uyển như gió lốc mưa trong khoảnh khắc mưa lớn hướng rơi. Đến được tốt. Thiết diện ánh mắt toát ra hừng hực vô cùng quan mang. Trong lòng dâng lên vô cùng mãnh liệt tự tin. Thiên cương chiến đội, tại lúc trước địa ngục chiến đội xưng bá hiên viên các thời điểm, thiên cương chiến đội còn không thể nào vào được tam giáp, cứ việc như hôm nay cương chiến đội đạt được cao độ coi trọng bồi dưỡng, thực lực tăng vọt, nhưng mà, thiết diện trong mắt, thiên cương chiến đội, lại như thế nào có thể cùng hắn địa một tranh phong? Chiến Thiết diện tiến tới một bước, mãnh liệt lòng tin sau lưng tự nhiên là tuyệt đối thực lực cường đại. Oanh 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 Thiên cương chiến đội rất nhiều thành viên xác thực vô cùng có ăn ý, giữa bọn hắn thực lực chồng cùng nhau, có thể bộc phát ra kinh người uy lực dường như trong chớp mắt liền vặn thành một thanh trường thương, thương dài 10 mét, thân thương sắc bén, đầu thương hàng quang lấp lóe, xoắn nát cái này trời cao, đâm về thiết diện. Thiết diện đôi mắt chiến ý dân trào, đối mặt với khí thế hung hung nhất kích, hồn nhiên không sợ, đột nhiên dậm chân sông lên. Hắn làm sao? Thiên y lam biến sắc, dưới cái nhìn của nàng, một thương này uy thế quá lớn, thiết diện cần phải tránh mũi nhọn. Thế nhưng là, hắn chính diện oanh phía trên. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên, tầm mắt chỗ sâu phản phất có một đoàn đã lâu hỏa diễm từ từ thiêu đốt mà lên. Bởi vì, trong lòng của hắn có kiêu ngạo. Đối phương là thiên cương chiến đội, mà lại, chỉ là 18 người xuất chiến. Thiết diện trong lòng có mình tuyệt đối kiêu ngạo, thân là địa ngục chiến đội một viên, một kích này, không cần lui lại. Nên tiếp là được. Thiết diện bỗng nhiên vận khí xuất trưởng, lòng bàn tay xuất hiện một vòng nóng rực phát sáng mặt trời, cái kia chướng mắt vô cùng ánh sáng trong khoảnh khắc phủ tới, khiến phía trước mọi người tâm thần tất cả đều kinh hãi, đã nhìn không thấy thiết diện bóng người, có thể lòng bàn tay liệt dương, lại phút chốc tới gần. Âm âm. Đinh tai nhức óc. Tập hợp 18 người chi lực, cùng thiết diện ở giữa nhất chiến. 18 người toàn bộ bị chấn khai, mà thiết diện, lui lại hai bước. Các ngươi, còn chưa đủ. Thiết diện khóe miệng vung lên một vệt cường đại tự tin cao ngạo ý cười, chiến ý còn đang kéo dài kéo lên lấy, bóng người nhất động, giống như một đám lửa nắm trong tay, phất tay liền bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Lùi cho ta. 18 người lại một lần nữa liên hợp lại. Chiến đấu kịch liệt, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Không chỉ là thiên y lam, phía trước hoa phục nguyên lão Âu Dương đồng tử bọn người, thần sắc tất cả đều ngốc trệ lấy. Phải biết, thiên cương chiến đội 18 người liên thủ, quy lực đã không thấp hơn bát đỉnh cường giả. Âu Dương Đồng chính mình cũng là bác đỉnh cường giả, nhưng hắn tự hỏi, rất khó tại 18 tên thiên cương chiến đội thành viên liên thủ tình huống dưới chiếm cứ ưu thế, giữa bọn hắn phối hợp thực sự quá ăn ý, thế công quỷ dị cường đại, khiến người ta khó mà phòng bị. Sở thiên cơ, còn không xuất thủ. Âu Dương Đồng hướng về một bên khác hét lớn một tiếng. Một đạo thẳng tắp thân thể đồng tử chấn động một cái, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối một mực tại tập trung vào thiết diện. Nghe vậy, sở thiên cơ hít sâu một hơi, bỗng nhiên vung tay lên. Sư! 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 Lại có năm đạo thiên cương chiến đội thành viên đều vòng chiến bên trong. Lực lượng lại tăng. Nguyên bản song phương gần như thăng bằng cục thế, phản phất tại từ từ đánh vỡ. Thiết diện tu hành dịu dương chưởng thời gian, cuối cùng vẫn là quá ngắn. La Phong thầm lặng yên nói một tiếng, bất quá. Thiết diện có thể một người độc chiến như hôm nay cương chiến đội 23 người mà không hiện vẽ bại, cái này lấy đầy đủ kinh người. Cửu khê sở cảnh sát bên ngoài, phương viên một cây số đường đều bị phong tỏa. Đối ngoại tuyên truyền là võ cảnh đại đội liên hợp địa phương dân cảnh tiến hành một trận diễn tập, cảnh giới tuyến kéo, bên ngoài ngăn cách không ít hiếu kỳ dân chúng, đối với cửu khê sở cảnh sát phương hướng chỉ rõ, thậm chí cũng có ký giả đến muốn ý đồ tiến vào đi, nhưng mà khi thấy vũ trang đầy đủ võ cảnh về sau, cả đám đều dừng bước lại. Bởi vì tại chỗ người phụ trách công khai tuyên bố, diễn tập quá trình bên trong hội gặp nguy hiểm phát sinh, nếu là khăng khăng tìm kiếm nghĩ cách trà trộn vào đi mà gặp nạn, tự gánh lấy hậu quả. Không người nào dám tự tiện xông vào. Một chiếc xe taxi dừng sát ở ven đường. Cửu khê sở cảnh sát ngay ở phía trước một cây số. Tài xế hướng về hắc vô thường hoa thiên hổ mở miệng. Cái gì? Hắc vô thường lúc này trận lên giận dữ nhìn lấy tài xế vì cái gì không trực tiếp đi qua. Tài xế bị Hắc vô thường tiếng nói hoảng sợ kêu to một tiếng, dở khóc dở cười. Đại ca, nơi này cảnh sát ngay tại diễn tập, cửu khê sở cảnh sát phương viên một cây số đường toàn bộ đều bị phong tỏa. Hắc vô thường trả tiền xuống xe, diễn tập. Hắc vô thường mày nhíu lại lấy, tam ca để cho mình đến cửu khê sở cảnh sát, tuyệt đối không phải nhìn cái gì diễn tập rất nhanh liền tới đến cảnh giới tuyến bên cạnh, hắc vô thường đưa ra chính mình giấy chứng nhận về sau, thông hành không trở ngại địa đi vào. Có người tại chiến đấu. Khoảng cách cửu khê sở cảnh sát càng ngày càng gần, hắc vô thường đột nhiên động tử nhẹ co lại, cảm nhận được dị dạng khí tức. Không khỏi tăng tốc cước bộ. Là thiên cương chiến đội. Hắc vô thường thần sắc càng là chấn kinh, thiên cương chiến đội vậy mà tại vây công một người. Là ai, vậy mà có thế ở chỗ này lọc vào thiên cương chiến đội vây quét. Hắc vô thường ánh mắt hoàn toàn bị chiến đấu hấp dẫn, lại không nhìn thấy, tại chiến đấu phía sau, hắn nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy bóng người, chính bình tĩnh đứng chắp tay. Hắc vô thường con mắt chăm chú địa nhìn chăm chú lên bị thiên cương chiến đội người vây công người kia, bóng người quá nhanh, hắn thấy không rõ lắm, theo cước bộ tiếp cận, đột nhiên, phía trước chiến đấu phát sinh một tiếng ngạnh bính. Quanh một tiếng, thiết diện cùng trời cương chiến đội thành viên đồng thời lui lại. Giờ này khắc này, thiết diện cảm giác ở ngực có một trận huyết khí cuồn cuộn, cưỡng ép địa dằn xuống đến, dương mắt ở giữa, hai con ngươi vẫn là lóe ra hừng hực quang mang, chiến ý không giảm chút nào, nhếch miệng cười một tiếng, thiên cương chiến đội. Tái chiến. Vừa nói xong, thiết diện lại lần nữa xông lên. Mà không có người chú ý tới, mặt khác phía sau một bên, cái kia một đạo khôi ngô thân thể đã dừng bước lại, đồng tử gắt gao trận to đến cực hạn, là Tứ ca Hát vô thường trừng lớn suy nghĩ mắt, trong khoảnh khắc tuôn ra phẫn nộ vô cùng chi sắc, sải bước địa chạy vội lao ra, hỗn trướng thiên cương chiến đội, cũng dám vây công ta tứ ca. Hoa phục nguyên lão Âu Dương đồng tử đôi mắt ánh mắt xéo qua thoáng nhìn hát vô thường, tự nhiên nhận ra thân phận của hắn, mỉm cười. Lại nhiều một phần cường đại chiến lực. Hôm nay, nắm chắc thắng lợi trong tay. Hô! Mọi người chỉ nghe thấy rống to một tiếng, một bóng người giống như mảnh hổ hạ sơn giống như sông lại, trực tiếp vung lên quyền đầu, hướng về bên trong một tên thiên cương chiến đội thành viên mãnh liệt đập tới, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nhất quyền đánh bay ra ngoài. Ngoài ý muốn một màn để tại chỗ không ít người đều chấn trụ. Nhưng mà, hát vô thường động tác lại không có dừng lại, khôi ngô thân thể càng là ngoài dự liệu linh động, xuất quyền quỷ dị, trong chớp mắt liền đem ba tên thiên cương chiến đội thành viên đánh bay ra ngoài. Còn lại người cấp tốc lui lại, ánh mắt đều dừng lại tại hắc vô thường trên thân. Thiết diện thần sắc cũng rõ ràng nhất sững sờ, lão hổ tể. Hắc vô thường xuất hiện, hắn xác thực cảm thấy ngoài ý muốn. Hoa thiên hổ. Lúc này, hoa phục nguyên lão Âu Dương Đồng tử đôi mắt phẫn nộ rống to lên tiếng, ngươi. Mẹ nó đánh lầm người. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Âu Dương Đồng tiếng gầm gừ tức giận âm càng không ngừng quanh quẩn, hắn đôi mắt phủ đầy lửa giận, Hắc Vô Thường đến hắn là biết, bởi vì Hàng Châu nào đó vùng nước phát hiện dị tượng, hiên viên các không ít cường giả đều điều động tới, bao quát Hắc Vô Thường Hoa Thiên Hổ, cho nên Âu Dương Đồng vô ý thức coi là Hắc Vô Thường là đến tương trợ Thiên Cương chiến đấu, thật tình không biết, hắn vừa ra tay, liền có ba tên Thiên Cương chiến đội thành viên bị đánh ngã xuống đất mà lại, phản phất là Biết thiên cương chiến đội 36 người liên thủ uy lực, hắc vô thường xuất thủ cực nặng Ba tên thiên cương chiến đội thành viên ngã xuống đất về sau Trong lúc nhất thời đều không cách nào đứng lên tiếp tục chiến đấu Đánh lầm người hắc vô thường ngạo nghệ đứng vững Ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên cương chiến đội tất cả mọi người Đường đường thiên cương chiến đội Vậy mà liên thủ vây công một người, các ngươi Còn muốn mặc sao? thiên cương chiến đội chúng người thần sắc băng lãnh một lát một người dậm chân mà ra lạnh lùng mở miệng hoa thiên hổ thiên cương chiến đội chính tại chấp hành nhiệm vụ mời ngươi tránh ra người này là thiên cương chiến đội bên trong tam đại lãnh tụ một trong thiên khôi thiên cương chiến đội tam đại lãnh tụ thiên khôi thiên cơ thiên kiếm bây giờ ba người thực lực đều tại ám kình tứ phẩm đỉnh phong lực lượng tự nhiên là vô cùng tới gần cửu đỉnh cũng chính là bởi vì ba người tồn tại thiên cương chiến đội 36 người liên thủ, có thể diệt cửu đỉnh cường giả. Dù là như thế, thiên khôi vẫn là không có lập tức lựa chọn xuất thủ, mà chính là để hát vô thường tránh ra. Hắn quá giải tên trước mắt này, nhìn như cái đại khối đầu, nhưng hắn một tay sáng tạo dựng lên hỏa diễm chiến đội, tại ngắn ngủi hơn một năm thời gian bên trong, điên cuồng địa chấp hành các loại nhiệm vụ, lại thêm sau lưng chỗ ở gia tộc trợ giúp, hỏa diễm chiến đội, đã bài danh hiên viên các rất nhiều chiến đội bên trong thứ năm. Cho dù là thiên cương chiến đội bại danh còn tại hỏa diễm chiến đội trước đó, có thể thiên khôi căn bản không dám khinh thường trước mắt người này. Bởi vì hắn đã từng còn có một cái xưng hào, hát vô thường. Dù là hát vô thường vừa ra tay liền để ba tên thiên cương chiến đội thành viên đứng không dậy nổi, thiên khôi vẫn là nhẫn. Muốn chiến liền chiến, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Hát vô thường trực tiếp cười to, huynh đệ chúng ta, rất lâu không có kệ vai chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem xem, thiên cương chiến trận đến cùng lớn bao nhiêu uy lực đang khi nói chuyện thiết diện đã cùng hát vô thường sống vai đứng thẳng hai người nhìn nhau đồng thời cất giọng cười to chiến ý dân trào huynh đệ lời nói rơi thôi thiên cương chiến đội bên trong sở thiên cơ đồng tử lúc này đột nhiên đại chấn huynh đệ hoa thiên hổ huynh đệ hắn là ai sở thiên cơ đôi mắt gắt gao nhìn thẳng thiết diện có thể bị hoa thiên nhìn thèm thuồng vì huynh đệ người có thể cũng không nhiều. Hoa Thiên Hổ, ngươi đang làm gì? Âu Dương Đồng ánh mắt tức giận nhìn chầm chầm hát vô thường, giận dữ mắng mỏ lên, thiên cương chiến đội tại chấp hành nhiệm vụ, ngươi nhường mở. Chấp hành nhiệm vụ. Hoa Thiên Hổ cười lạnh, ta ngược lại muốn xin hỏi một chút, ta tứ ca phạm phải tội gì, lại muốn thiên cương chiến đội đều xuất hiện tới bắt. Tứ ca. Sở thiên cơ rốt cục thân thể chấn động bỗng nhiên đứng ra, đôi mắt gắt gao khóa chặt thiết diện, bộ bộ sinh liên hàng thiết diện hắn là đã từng điện ngục chiến đội thành viên thiết diện sở thiên cơ đôi mắt nhất thời bôi qua một đạo quang mang đã từng điện ngục chiến đội vững vàng đem bọn hắn áp chế ở sau lưng riêng là bài danh hàng đầu thiên cương chờ chiến đội đối với điện ngục chiến đội bên trong chưa đa thiên tài bọn họ chỉ có thể nhìn bóng lưng cảm thấy không bằng mà đối với sở thiên cơ mà nói còn có càng sâu một tầng ý nghĩa lúc này âu dương đồng cũng đang nhìn chăm chú thiết diện nửa ngày nhạc âm thanh mở ra miệng đã hoa thiên hổ vì ngươi cầu tình chuyện hôm nay chỉ cần ngươi không lại ra tay ta có thể tha cho ngươi vừa mới đối âu dương mộ bạch xuất thủ chi tội nhưng là ngươi người sau lưng quyết không có thể tha cho lời nói hạ xuống thiên y lam thần sắc không khỏi sửng sốt trước mắt người đến này đến cùng là thân phận gì vậy mà một câu liền để hiên viên các nguyên lão thỏa hiệp nói cho cùng thiên y lam tại hiên viên các địa vị quá thấp rất nhiều nhân vật nạn căn bản tiếp xúc không đến riêng là bái sư đông phương vân tiêu trước đó thiên y lam vẫn là hình ý môn đệ tử thân phận chỉ là đến hiên viên các lịch luyện thôi đối hiên viên các tổng bộ rất nhiều thủ tục tự nhiên càng không hiểu mà bái sư đông phương vân tiêu về sau nàng khổ vì tu hành cũng rất ít chú ý hiên viên các nội bộ sự tình ta người sau lưng thiết diện cười rộ lên hắn đứng đấy vị trí vừa lúc cách trở hát vô thường ánh mắt, thiết diện nhìn chăm chú lên hát vô thường, vô thường, xem ra, chúng ta rời đi những ngày này, ngươi tại hiên viên cát, ngược lại là sống đến mức không tệ lắm, liền cái nguyên lão đều phải nể mặt ngươi. Hát vô thường biểu môi một cái, trước kia chúng ta địa ngục chiến đội, cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Địa ngục chiến đội, bốn chữ giống như sấm sét giữa trời quan giống như vang vọng mà lên. Thiên Y Lam con ngươi không khỏi mãnh liệt đại chấn. Điện ngục chiến đội Bốn chữ này, đối với Thiên Y Lam mà nói, như sắm bên tai Chính mình thần tượng, hiên viên bản đệ nhất Diêm La Vương Không chính là tới từ đã từng cái kia một chi truyền kỳ chiến đội, địa ngục Bọn họ, vậy mà tới từ địa ngục chiến đội Thiên Y Lam quả thực không dám tưởng tượng Thiết diện cười rộ lên, ánh mắt bên trong tựa hồ còn bôi qua một tia nhớ lại Làm năm thời gian, bây giờ chỉ có thể nhớ lại Vô thường, hắn nói có thể tha thứ ta, có thể đằng sau ta người này, quyết không có thể tha cho. Thiết diện hiếp mắt cười, thân thể đột nhiên tránh ra một bước, cười nhìn lấy hát vô thường, ngươi thấy thế nào? Bạch. Hắc vô thường ánh mắt thuận thế nhìn sang. Cái này xem xét, cái kia khôi ngô thân hình khổng lồ dường như tao ngộ ti chấp đồng dạng chấn trụ. Phía trước thân ảnh kia, tóc đen đôi mắt sáng, mày kiếm bên trong giống như ẩn chứa lôi đình vạn quân, khuôn mặt treo như có như không thoải mái nụ cười, giờ phút này cũng đang nhìn hắc vô thường, toát ra ôn hòa ý cười. Oanh! Hắc vô thường cước bộ đều lão đảo lên, liên tục tiến lên trước ba bước, lại thoáng cái dừng lại. Hắn không thể tin được. Chính mình nằm mộng cũng nhớ gặp người, giờ phút này, vậy mà cách mình, mấy bước xa. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắc vô thường toàn thân đều đang run rẩy run rẩy, không cách nào áp chế lấy trong lòng kích động, nhìn lấy La Phong, vẫn là cái kia một đôi quen thuộc đôi mắt, thiếu năm đó hăng hái, cũng không có yếu bớt là tình cảm huynh đệ. Lão hổ tể, cái kia không phải không nhận ra ta đi. La Phong nửa đùa nửa thật tự như trước tiên mở miệng cười. Đạp. Hắc vô thường mãnh liệt mà tiến lên một bước, thân thể thẳng tắp, giống như một thanh kiếm sắc hóa thành cầu vồng, trùng thiên thẳng lên. Giờ khắc này, hắc vô thường thần sắc trước đó chưa từng có chuyên chú. Thân thể không nhúc nhích tí nào, đưa tay, cúi chào tay nâng lên trong chớp mắt hát vô thường hốc mắt cũng trong chớp mắt đỏ bừng rốt cục kìm nén không được đi lên lão đại hát vô thường nước mắt trong khoảnh khắc bay lả tả mà rơi đàn ông không dễ rơi lệ địa ngục đàn ông nước mắt càng không nhẹ chảy có thể cái kia tất cả đều bởi vì chưa tới động tình lúc huynh đệ chi tình có thể cao như thiên hát vô thường khóc hắn thậm chí đau nhức chửi mình tốt bất tranh khí chỉ là mấy bước khoảng cách chính mình vậy mà đều đi không đến già đại trước mặt, thì khóc trống lấy đi không được. Cả người cao siêu qua một em mờ chính đại cá đứng đấy khóc trống, tình cảnh này, trong mắt mọi người, lại không có chút nào buồn cười, ngược lại, có một cổ khó nói lên lời cảm giác theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra. Lão hổ tể. La Phong không dám quá lớn tiếng, hắn sợ chính mình cũng không nhịn được rơi lệ, khẽ đọc một tiếng, ngẩng đầu mà bước địa đi lên, mở ra hai tay. Huynh đệ hai người chăm chú địa ôm ấp tại cùng một chỗ. Hát vô thường tiếng khóc càng là không chút kiên kỵ vang dội đến, tại đau nhức trong tiếng khóc, hắn còn không ngừng hô to lấy thật xin lỗi, lão đại, thật xin lỗi. Phản phục nói, hô hào. Hắn muốn đem mấy ngày qua áp lực tại ở sâu trong nội tâm tâm tình toàn bộ phóng thích, nước mắt điên cuồng chảy ra. Thật xin lỗi. La Phong cưỡng ép địa dằn xuống tâm tình mình, thật sâu hít một hơi, Vỗ nhẹ nhẹ phía dưới hát vô thường bả vai, hắn đương nhiên minh bạch hát vô thường tại sao muốn nói thật xin lỗi. Lúc trước chính mình giận dữ rời đi hiên viên cát, gây nên hiên viên cát cự đại rung chuyển, hiên viên cát gần nửa lực lượng xói mòn. Thế nhưng là, hát vô thường, hắn không có đi, hắn lưu tại hiên viên cát. Hắn nói với La Phong thật xin lỗi, có thể huynh đệ ở giữa, càng vốn không hề có lỗi với. Hát vô thường hắn cũng muốn đi, thế nhưng là, thân phận của hắn đã định trước hắn không thể đi. Hắn là kinh thành hoa gia ưu tú nhất đời sau, trên vai hắn còn có gia tộc. Những thứ này là phong đều hiểu. Hắn chưa từng trách tội qua, thậm chí hắn trả trách tội qua thiết diện bọn họ, bọn họ không cho vì chính mình, rời đi hiên viên cát, vứt bỏ rất tốt tiền đồ. Nếu như lúc trước thiết diện bọn họ không theo theo chính mình cùng rời đi, địa ngục chiến đội liền sẽ không giải tán, lấy địa ngục chiến đội tích lũy xuống quân công, thiết diện bọn họ chỉ sợ đều là hiên viên các nguyên lão cấp bậc đi. Nếu như, hết thảy đều không có nếu như. Bọn họ lựa chọn, không hối hận. Giờ khắc này, khoảng cách hai người gần nhất là Thiên Y Lam. Thiên Y Lam có thể cảm nhận được rõ ràng giữa hai người tình cảm huynh đệ, có thể càng làm cho nàng rung động, là hoa thiên miệng hổ bên trong hai chữ. Lão đại. Cho tới nay, thiết diện bọn người xưng hô la phong vì lão đại, có thể Thiên Y Lam đồng thời không để ý lắm. Có thể hôm nay, Thiên Y Lam vừa mới biết Hoa Thiên Hổ cùng Thiết Diện đều tới từ địa ngục chiến đội, bọn họ. Hô cùng là một người lão đại. Địa ngục chiến đội lão đại. Đó là ai? Thiên Y Lam con người chết trận to mà nhìn chầm chầm vào La Phong, một tích tắc này, nội tâm dường như đã nhấc lên sóng to gió lớn. Ba chữ kia, dường như liều mạng xoay trọn lấy va chạm linh hồn nàng. Diêm La Vương Diêm La Vương Diêm La Vương ba bản thứ nhất diêm la vương thiên y lam cảm giác mình thân thể cũng hơi run rẩy nhìn chăm chú lên la phong trong đầu đột nhiên vang lên la phong từng trải qua nói một câu ta là diêm la vương lúc đó chính mình căn bản là chỉ cho là là la phong một câu nói đùa có thể nghĩ không ra là thật thiên y lam vẫn là không lớn dám tin tưởng ba bản đệ nhất diêm la vương trong lòng mình nên là nên là trong lúc nhất thời thiên y lam căn bản không biết phải hình dung như thế nào nói tóm lại chính mình thần tượng là giữa thiên địa hoàng mỹ nhất người làm biết mình thần tượng lại chính là thường thường cùng mình sớm chiều ở chung gia hỏa có khi còn có chút vô sĩ khiến thiên y lam như thế nào tiếp nhận đến thoáng cái hóa đá ngốc trễ lấy hắn thật sự là diêm la vương sao giờ này khắc này không chỉ là thiên y lam tại chỗ hắn người đôi mắt cũng đều phủ đầy rung động bọn hắn cũng đều đoán được la phong thân phận có thể làm cho hoa thiên hổ xưng vì huynh đệ người không nhiều có thể có thể làm cho hoa thiên hổ hô to một tiếng lão đại người trong thiên địa này chỉ có một cái một kiếm hiên viên diệu thần châu quân lâm thiên hạ diêm la vương vậy mà là hắn âu dương đồng bên cạnh cái kia hoa phục nguyên lão lầm bầm mở miệng nằm đó ở hiên viên cát gây nền cái kia một trận phong bạo thật vất vả mới chậm rãi bình địa hơi thở nghĩ không ra hôm nay hắn lại xuất hiện diêm la vương thiên cương chiến đội sở thiên cơ thân thể rung lên đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước hắn đúng là diêm la vương âu dương đồng đôi mắt cũng là mở to cái này một cái xưng hào tại hiên viên cát danh khí thực sự quá vang dội quá nhiều người sùng bái nhưng tại hiên viên cát bên trong đồng dạng có không ít người đối với danh tự này là hận thấu xương bên trong liền có họ âu dương hôm nay nếu là có thể giải quyết diêm la vương âu dương đồng đôi mắt đột nhiên dâng lên một cái ý niệm điên cuồng gia chủ nhất định trùng điệp có thưởng âu dương thế gia gia chủ hiên viên các thất lão một trong âu dương thiên cung lúc trước bởi vì một chuyện từng cùng địa ngục chiến đội trở mặt âu dương đồng ánh mắt nhìn về phía nơi xa một chỗ kiến trúc ngầm đánh thủ thế ánh mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn bây giờ la phong huynh đệ đoàn tụ chính là động tình thời điểm Hắn cảnh giác, nhất định là thấp nhất thời điểm. Huynh đệ đoàn tụ. Đáng tiếc, rất nhanh lại muốn âm dương tương cách. Âu Dương đồng cười lạnh. Lão đại. Hắc Vô Thường ngẩng đầu, đôi mắt nước mắt thấm tràn đầy, ta. Đột nhiên, Hắc Vô Thường cảm giác được chính mình đồng tử truyền đến một đạo chướng mắt ánh sáng, cho dù là chợt lóe lên, Hắc Vô Thường cũng bắt được. Đánh lén, súng ngắm một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong khoảnh khắc tràn ngập hát vô thường toàn thân không phải phổ thông tay bắn tỉa điện quan chớp lóe không phải do hát vô thường suy nghĩ nhiều lão đại tránh ra lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo hát vô thường bóng người vượt trước khẽ quấn đứng sau lưng la phong âm cái kia trí mạng nhất thương hướng về phía la phong sau lưng nhưng mà bị hát vô thường ngăn lại hát vô thường ở ngực trước xuất hiện một cái lỗ máu, khôi ngô thân thể đại chấn, dòng máu trong khoảnh khắc chảy ra. Có thể giờ khắc này, hát vô thường cũng không có ngã xuống, hắn hai con ngươi gắt gao banh ra, là đồng thánh thương vương thương, lão đại, mau tránh ra. Nhưng mà, chỉ là một câu, hát vô thường khóe miệng cũng đều tràn ra máu tươi. Hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng tại lay động, thế nhưng là, hắn không có ngã xuống. Hắn phải dùng chính mình khôi ngô thân thể, ngăn trở đồng thánh thương vương thương. Vô thường La phong thanh âm kiệt xé nội tình bên trong địa điên cuồng rống to Toàn thân dường như tràn ngập lên một cổ tử khí Xong đi lên ông lấy hắc vô thường Đồng thời dương mắt Hai con ngươi mở ra Phun trào ra điên cuồng huyết sắc Thiết diện Thiết diện bóng người cực tốc nhoáng một cái Hướng về một chỗ phương hướng tiến lên đông thánh thương vương Thiết diện đôi mắt phun trào ra vô cùng kinh khủng hàng mang Cho dù là biết đối phương có thể sẽ rút đi Có thể hắn vẫn là trước tiên phóng đi chỉ có dạng này mới có thể giải quyết trận nguy cơ này. Tốt nhất. Ngươi còn muốn nổ phát súng thứ hai. Thiết diện ánh mắt dữ tợn. Nếu như Đông Thánh Thương Vương lại nổ phát súng thứ hai, thiết diện tuyệt đối sẽ không cho hắn đào tẩu cơ hội. Vô thường. La Phong ông lấy hắc vô thường, lúc này, một đạo nhạc bóng người màu xanh lam vậy mà lách mình đi ra, ngăn trở tay bắn tỉa có thể sẽ nhắm chuẩn La Phong vị trí. Thiên Y Lam. La Phong mắt nhìn Thiên Y Lam, không nói thêm gì, lập tức đem hắc vô thường buông xuống, đồng thời xuất ra một khỏa cửu chuyển đan, cấp tốc bóp nát nhét vào hắc vô thường miệng bên trong, đồng thời lấy thêm ra một khỏa, bóp nát thành bụi phấn, chiếu xuống miệng vết thương, rất nhanh, cầm máu. Toàn trường một trận tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người một người. Thân thể chậm rãi đứng lên. Thẳng tắp như thương, một cổ rét lạnh băng lạnh sát khí ở trên người hắn lan tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ lại toàn trường cái kia một đôi tròng mắt huyết hồng băng lãnh, đảo qua tại chỗ mỗi người. Huynh đệ của ta nếu có sự tình. Các ngươi, toàn bộ chôn cùng. La Phong trên thân khí tức hoàn toàn biến, máu hai con mắt màu đỏ giống như một đầu hung mảnh giả thú, toàn thân đều tràn ngập sát khí. Lại lại nhất thương. Một sát na này ở giữa, là Phong trong đầu không khỏi toát ra từng tại đoạn thiên nhai phía trên phát sinh cơ hồ cùng loại hình ảnh. Lúc đó, cũng là có người hạ lệnh nổ súng, mới đưa đến ngọc la sát ngã xuống sườn núi lần này là hát vô thường thay hắn cản một thương sau người nào hạ mệnh lệnh la phong ánh mắt rét lạnh mà khủng bố tiến lên trước một bước giống như nhất tôn sát thần khí tức tràn ngập toàn trường làm cho người không rét mà run diêm vương chi uy đạp đạp tại la phong bước lên một bước trong nháy mắt thiên cương chiến đội còn có bao quát âu dương đồng bên trong mọi người cơ hồ là vô ý thức lui lại một bước một kiếm hiên viên diệu thần châu, quân lâm thiên hạ diêm la vương. Cái danh xưng này, tại hiên viên các thực sự quá vang dội. Diêm la vương lập xuống quân công, hiển hách đến hắn rời đi hiên viên các về sau, vẫn còn một mực chiếm cứ lấy hiên viên bản thứ nhất, không người có thể rung chuyển. Tại hiên viên các bên trong, rất nhiều chiến đội sang sát, rất nhiều đều không lấy bộ mặt thật sự xem người, bởi vì không ít người đều muốn tại xuất ngủ về sau, có thể có cái cuộc sống an ổn, đương nhiên cũng có một chút khác nguyên nhân. Cho nên, trừ tương đối quen biết một số người, còn lại, lấy xuống sau mặt nạ, căn bản không nhận ra thân phận đối phương. Bao quát diêm la vương. Giờ này khắc này, Âu Dương Đồng Hận không thể muốn thẳng rút chính mình một cái bạc tai. Lần này, không chỉ có không giết chết Diêm La Vương, còn đắc tội Hoa Gia. Hoa Thiên Hổ như ra chuyện, Kinh Thành chỉ sợ đều sắp địa chấn. Âu Dương Đồng vô cùng rõ ràng hoa gia vị lão gia kia đến cùng có bao nhiêu yêu thương hoa thiên hổ. Toàn thân tràn ngập hơi lạnh, Âu Dương Đồng ánh mắt liếc mắt một cái nằm trên mặt đất hoa thiên hổ, hít sâu một hơi. Chỉ sợ là giữ nhiều lạnh ít. Đông thánh thương vương thương, chuyên phá mạnh đại phòng ngự, viên đạn còn ẩn chứa khủng bố độc dịch, trúng đạn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên cương chiến đội. Âu Dương Đồng quyết định thật nhanh, vùng tay lên, ứng chiến lời nói hạ xuống trong chốc lát, thiên cương chiến đội tất cả mọi người đôi mắt đều là lóe ra một đạo nóng rực chiến mũi nhọn. Năm đó thiên cương chiến đội căn bản không có tư cách cùng địa ngục chiến đội đánh đồng, hiện tại, có thể tranh cao thấp. Ta ngược lại muốn xem xem, hiên viên bản đệ nhất nhân, có thể hay không phá ta thiên cương trận pháp. Là thời điểm cho thiên cương chiến đội xứng danh. Nương theo lấy từng tiếng hét lớn, bao quát lúc trước bị hắc vô thường tập kích ngã xuống đất ba người, giờ phút này đều sinh long hoạt hổ giống như một nhảy ra đem la phong đoàn đoàn bao vây lên nhưng mà có một người không động sở thiên cơ âu dương đồng cũng chú ý tới sắc mặt lóe ra lửa giận sở thiên cơ ngươi đang làm gì sở thiên cơ ánh mắt thanh tịnh rộng rãi bằng phẳng bình tĩnh mở miệng nằm đó địa ngục chiến đội cứu ta nhất mệnh đây là thiết diện ngay từ đầu biết đối phương là thiên cương chiến đội thời điểm nâng lên sở thiên cơ nguyên nhân năm đó một lần chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, sở thiên cơ cùng trời cương chiến đội ngoại ý muốn phân tán, lọc vào địch nhân tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm địa ngục chiến đội cường thế xuất hiện, tru giết địch nhân. Âu Dương Đồng nhìn hầm hầm sở thiên cơ, đây là mệnh lệnh. Sở thiên cơ ngược lại là lui lại một bước, ta sẽ hồi tổng bộ lãnh phạt. Tốt, sở thiên cơ, ngươi khác cho rằng, thiên cương chiến đội, không phải ngươi không thể. Âu Dương Đồng đôi mắt tản mát ra một đạo băng lãnh quan mang, từ hôm nay trở đi, ngươi không có tư cách lại đợi ở trên trời cương chiến đội, ta sẽ hướng các lão xin thay người. Thiên cương chiến đội 36 người, cho tới nay đều không phải là cố định, nhưng mà, dưới tình huống bình thường thay thế, đều là xuất hiện chiến đội thành viên lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh tình huống dưới, trừ cái đó ra, sẽ không thay đổi, lần này, chỉ sợ muốn xuất hiện ngoại lệ. Âu Dương Đồng đã dùng nghiêm khắc nhất hậu quả đến uy hiếp Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ ánh mắt nhẹ hợp, cúi đầu không nói. Bố trận. Lúc này, thiên khôi thanh âm vang vọng mà lên. Thanh âm mang theo ngạo khí, tự tin vô cùng, mặc dù không có thiên cơ, 35 người Thiên Cương trận pháp vẫn có thể đối phó cửu đỉnh cường giả. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Thiên Cương đại trận khởi động, 35 người dường như hòa làm một thể, thế công như thủy triều thiên khôi đôi mắt lóe qua hừng hực chờ mong trước mắt người này hiên viên bản thứ nhất ba bản thứ nhất diêm la vương nghĩ không ra hắn vậy mà như thế tuổi trẻ xem ra là lập xuống quân công quá mức hiển hách mới khiến cho hắn tại hiên viên trên bản một mực bảo trì trèo lên đỉnh tư thái thế nhưng là mặc cho hắn thiên phú lại yêu nghiệt cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền có thể mạnh hơn cửu đỉnh người đi hiên viên các tất cả chiến đội mặc cho mạnh cỡ nào đều sống tại địa ngục chiến đội, sống ở Diêm La Vương bóng mờ bên trong. Ngươi mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua địa ngục chiến đội sao? Đây là hiên viên các bên trong không ít thanh âm. Hôm nay chính là Thiên Cương chiến đội dẫm lên Diêm La Vương xứng danh thời khắc. Bao quát thiên khôi bên trong, không ít Thiên Cương chiến đội thành viên đôi mắt đều toát ra mãnh liệt chiến ý. Tập hợp 35 người chi lực, liên hợp phát động thế công đầy trời thế công dường như trong khoảnh khắc liền đem la phong bóng người bao phủ lên giờ khắc này thiên y lam tâm không khỏi níu chặt lên con ngươi chăm chú nhìn phía trước cái kia một đạo tựa hồ sắp biến mất không thấy gì nữa bóng người thiên cương chiến đội la phong trồng mắt màu đỏ ngòm hướng về bốn phía thoáng nhìn ánh mắt lạnh lùng các ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta cuồng nói khoác mà không biết ngượng tiếp ta thiên cương nhất kích oanh giống như vạn trường sóng lớn đập đánh xuống, cái kia khủng bố thanh âm chấn động khắp nơi. Có thể mạnh hơn cửu đỉnh người mãnh liệt thế công. Va chạm. La Phong bóng người đột nhiên ở giữa động. Đưa tay chính là nhất quyền. Kim quang bắn ra bốn phía, tử khí đông lai. Thiên giai trưởng pháp, di sơn thức. Nhất quyền vung ra, ánh vàng lập lòe, biến hóa ngàn vạn, giống như một vệt cầu vòng thẳng phá thương khung. La Phong chánh thức tức giận, xuất thủ chính là cường đại thế công. Ngành kháng thiên cương chiến trận một kích này. Nương theo lấy từng đợt âm ầm tiếng vang, thiên cương chiến đội 35 người cơ hồ đều cảm giác được chính mình tiếp nhận đến la phong nhất quyền chi uy, từng cái từng cái sắc mặt hoảng sợ mãnh liệt biến, cái kia một cổ giống như lực lượng kinh khủng như gió lốc quét tới, căn bản không thể ngăn cản. Âm âm. Nói đạo thân ảnh hướng thẳng đến phía sau bay ngược ném ra, ngã xuống đất trong nháy mắt, siêu quá nữa đều là cùng thổ máu tươi. Mặt xám như tro. Thiên cương chiến trận, tao ngộ trước đó chưa từng có tan tác. Nhất quyền oanh phá thiên cương chiến trận. Tất cả mọi người não hải tất cả đều rung động không thôi. Cái kia một bộ thẳng tắp bá đạo thân thể, phản phất là hướng tất cả mọi người phun ra một cái tín hiệu. Cho dù hắn đã không tại hiên viên các, có thể diêm la vương uy danh, vẫn không phải ai có thể đụng vào. Nghiền ép bạo kích, Thiên khôi nhịn không được lại nôn một ngụm máu tươi, dương mắt, mắt lộ ra kinh hãi nhìn qua La Phong. Thiên cương chiến đội, chỉ có ngần ấy thực lực. La Phong vỗ nhẹ ra tay phía trên tựa hồ nhụm đến cho bụi, thần sắc lãnh đạm mở miệng, thật là khiến người thất vọng. Vừa nói xong, không ít thiên cương chiến đội thành viên đều cảm giác khuôn mặt nóng bỏng nóng lên. Mặt mũi này đánh, gọn gàng mà linh hoạt. Vừa mới còn tuyên bố muốn vì thiên cương chiến đội xứng danh, thật tình không biết nhất kích tan tác. Đây cũng là Diêm La Vương thực lực. Nơi xa, Âu Dương Đồng sắc mặt cũng đều khó chịu vô cùng, toàn thân lan tràn lên một trận ý lạnh, một lát, vội vàng đóng to, rút thương. Âu Dương Đồng lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, la phong sau lưng, thiên y làm sắc mặt phút chốc đại biến. Thiên cương chiến đội các thành viên trong tay súng ống đều là đặc chế, bọn họ như liên thủ nổ súng, La Phong chỉ sợ muốn trở thành cái sàn. La Phong, cơ hồ không hề nghĩ ngợi thiên y làm trong tay xuất hiện một khẩu súng trực tiếp ném cho la phong điện quan chớp lóe ở giữa thiên khôi phản ứng nhanh nhất cấp tốc trút thương âm tiếng súng vang lên đồng thời nương theo lấy la phong tiếp thương hậu thân ảnh rơi xuống đất hỏng súng chỉ thiên khôi phương hướng giờ phút này thiên khôi lòng bàn tay nhúm máu kêu thảm một tiếng trong tay thương đã ngã xuống đất phanh 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 Bốn phương tám hướng mỗi một cái thiên cương chiến đội thành viên động tác dường như đều không thể gạt được La Phong ánh mắt. Mỗi khi có một tên thiên cương chiến đội thành viên ý đồ rút thương, lòng bàn tay liền lập tức nhúm máu. Đều không ngoại lệ. Trong nháy mắt liền có 10 tên thiên cương chiến đội thành viên tay cầm nhúm máu mà ngã xuống đất, từng cái từng cái mắt lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Khủng bố thương pháp. Nhanh như vậy nổ súng tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng bọn họ cũng không phải người bình thường là hiên viên các tinh nhuệ nhất chiến đội một thành viên có thể ở trước mắt trước mặt người này thậm chí ngay cả trút thương cơ hội cũng không có bất luận là tự thân thực lực hoặc là thương pháp tất cả đều bại hoàn toàn đây chính là ba bản đệ nhất tồn tại chúng ta so với lúc trước đều cường đại không ít thế nhưng là so với hắn vẫn vẫn là có chênh lệch thật lớn sở thiên cơ đôi mắt nóng rực nhìn qua cái kia một bộ thẳng tắp thẳng tắp thân thể, mắt lộ ra sùng bái. Tại hiên viên các, Diêm La Vương Phan tự nhiên số lượng cũng không ít. Sở thiên cơ, cũng là bên trong số một. Không người dám lại rút thương. Hiện trường khí tức, giống như chết yên lặng. Âu Dương Đồng đột nhiên cảm giác ở ngực có một trận trắng đến hốt hoảng, lui lại mấy bước, tinh thần đột nhiên chấn động, rung động thanh âm mở ra miệng. Trong tay hắn thương tuy nhiên cũng là hiên viên các đặc chế, thế nhưng là chỉ có 13 phát. Âu Dương Đồng hít sâu một hơi, hắn hiện tại chỉ còn lại sau cùng 3 phát, không đủ gây sợ. Sau cùng 3 phát. Trong lúc nhất thời, không ít thiên cương chiến đội thành viên đôi mắt nhau nhau lại tuôn ra ánh sáng. La Phong tay cầm ngân sắc súng ống, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, sau cùng 3 phát. Ra thì bể đầu. Lời nói ở giữa tràn ngập ra lạnh lẽo vô cùng sát khí cái này ba phát, là đoạt mệnh thương. Không có người sẽ đi nghi vấn La Phong câu nói này. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Hắn đã nói đến ra, liền làm được. Bể đầu, so đánh trúng lòng bàn tay, độ khó khăn muốn thấp quá nhiều. Không ít người cảm giác mình đầu có loại rét lạnh cảm giác, tự hồ là thành biên ngắm. Cho dù La Phong chỉ có ba phát, nhưng bây giờ, ai dám rút thương? Rút thương, tức tử. Không khí ngột ngạt tới cực điểm một người nhất thương ba phát vậy mà đem trọn cái thiên cương chiến đội còn có bao quát hai tên hiên viên các nguyên lão ở bên trong mọi người áp chế gắt gao đây cũng là diêm la vương uy danh sao la phong sau lưng thiên y làm con ngươi tản ra nóng rực quang mang nhìn chầm chầm, giờ phút này nội tâm của nàng gợn sóng vẫn chưa ngừng hai tay không tự chủ được nắm thật chặt gốc áo la phong đôi mắt đột nhiên như mũi tên nhìn chăm chú về phía âu dương đồng sát khí bao trường. Ngươi là hành động lần này người chỉ huy. La Phong ánh mắt hồng quang lại lần nữa lóe lên. Âu Dương Đồng sắc mặt cứng đờ, vẫn ngoài mạnh trong yếu, lạnh giọng mà nói, Diêm La Vương, ngươi đã không phải là ban đầu ở hiên viên các có thể hiệu lệnh thiên hạ, ảnh hưởng rất lớn người kia. Hôm nay ngươi như còn dám lỗ mãn, chính ngươi rõ ràng hậu quả. Ngươi là hành động lần này người chỉ huy. La Phong dường như căn bản không nghe thấy Âu Dương Đồng lời nói, lại một lần nữa hỏi tới. Âu Dương Đồng thân thể trung nhẹ, hít sâu một hơi, không chút nào yếu thế, thần sắc ẩn ẩn ngạo nghễ, ta là. La Phong tuy nhiên chấn nhiếp toàn trường, có thể Âu Dương Đồng đồng thời không cho rằng La Phong có dám động thủ với hắn đảm lượng. Âm. Âm. Hai cái tiếng thương. Bịch. Âu Dương Đồng trực tiếp hai đầu gối té quỵ dưới đất. La Phong hai phát, phân biệt rơi vào Âu Dương Đồng hai bên đầu gối, Âu Dương Đồng trực tiếp bịch quỳ rạp xuống đất, hắn quỳ xuống phương hướng, vừa lúc chính là hát vô thường ngược lại vị trí. Cho dù ta còn sót lại một phát, người nào lại dám rút thương. La phong thanh âm lạnh lùng tới cực điểm. Âu Dương Đồng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, mắt lộ ra hoảng sợ, dương mắt nhìn lấy La Phong, hắn theo La Phong ánh mắt bên trong, thấy là sát cơ mãnh liệt. Hắn không chỉ có biết lái thương, mà lại, sẽ còn giết chính mình. Người điên quả thực thì là thằng điên người tốt nhất cầu nguyện huynh đệ của ta không có việc gì la phong mặt không biểu tình đã âu dương đồng là lần này hành động người chỉ huy đồng thánh thương vương một thương này tự nhiên là âu dương đồng hạ mệnh lệnh âu dương đồng rốt cục sợ hai đầu gối quỳ trên mặt đất máu tươi nhùm đỏ mặt đất toàn thân đều đang run sợ lấy đời này chưa bao giờ cảm giác khoảng cách tử thần bây giờ gần thiết diện vòng trở lại cùng hắn đồng thời trở về còn có hai người, phán quan cùng tư độ minh phong. Ba người thần sắc tất cả đều băng lãnh đến cực hạn, giống như ba tôn sát thần, nhanh chóng lách mình mà tới. Lão đại, tư đồ minh phong thanh âm càng là vô cùng kích động, nóng rực vô cùng nhìn qua La Phong, kinh thành thủy mộc đại học, mình đã từng thấy lão đại, nhưng khi đó không có cơ hội tiếp xúc trùng phùng, nghĩ không ra lần này, vậy mà dưới loại tình huống này, lần nữa gặp đến lão đại. Hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm phán quan, khống chế lão tặc này. La Phong trực tiếp ra lệnh, trầm giọng mở miệng, nếu như vô thường có việc. Nhất thương giải quyết hắn. La Phong đem thương giao cho phán quan về sau, quay người liền hướng về hắc vô thường ngược lại địa phương đi qua. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại La Phong trên thân, giờ phút này La Phong trong tay không thương, thế nhưng là, càng không người dám rút thương. Diêm La Vương cường thế, đã chấn nhiếp toàn trường. Âu Dương đồng đồng tử trợn to, cái trán đã sớm mồ hôi lạnh phủ đầy, toàn thân rất nhỏ run rẩy, giờ này khắc này, hắn chỉ có thể cầu nguyện hắc vô thường không có chuyện gì. Trước mắt mấy cái, đều là đến từ đã từng địa ngục chiến đội, trong tay bọn họ chỗ nhùng máu tươi, không có cách nào đếm rõ. Giờ phút này trên người bọn họ tràn ngập ra sát khí, càng là không người dám đụng vào. La Phong đi đến đen vô thường bên cạnh ngồi xuống, cấp tốc kiểm tra hắc vô thường tình huống. Sau một lát, trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Đông Thánh Thương Vương viên đạn, uy lực đáng sợ, mà lại ẩn chứa kịch độc, một thương này càng là khoảng cách trái tim chỉ cách một chút. Nếu không phải La Phong kịp thời cho Hắc Vô Thường ăn vào cửu chuyển đan, chỉ sợ Hắc Vô Thường cái mạng này đã sớm một mệnh ô hô. Ta đã gọi xe cứu hộ, cần phải rất nhanh liền đến. Thiên Y Lam ở một bên mở miệng. La Phong dương mắt, nhìn lấy Thiên Y Lam, nửa ngày, khuôn mặt toát ra một vệt nụ cười, đa tạ trận chiến ngày hôm nay, Thiên Y Lam tuy nhiên tại trên thực lực so sánh tại chỗ người mà nói, chênh lệch rất nhiều, có thể nàng cho La Phong trợ giúp lại không ít. Tại đứng trước nguy cơ lúc, Thiên Y Lam không chút do dự đứng tại La Phong bên cạnh, hát vô thường trúng đạn về sau, Thiên Y Lam kiên quyết đứng tại La Phong trước người, ngăn trở tay bắn tỉa lần thứ hai công kích. Âu Dương Đồng hạ lệnh nổ súng lúc, Thiên Y Lam càng là tốc độ nhanh nhất đem trên người mình thương ném cho La Phong. Nhìn lấy cái này một trương lạnh lùng bất phàm khuôn mặt, Thiên Y Lam nhịp tim đập đột nhiên bịch tăng lên lên. Bởi vì giờ khắc này tại Thiên Y Lam trong lòng, cái này con mọc sách, nhiều một thân phận. Quân lâm thiên hạ Diêm La Vương. Chính mình thần tượng. Thần tượng vậy mà đối với mình cười, còn nói cảm ơn. Thiên Y Lam quả thực hạnh phúc nhanh muốn té xỉu. Đa tạ ngươi, lão thiên. La Phong lại bổ sung một câu. Thiên Y Lam khóe miệng giật một cái, Tính ngưỡng phản phất muốn trong nháy mắt sụp đổ. Xe cứu hộ tại một cây số bên ngoài vẫn bị chặn lại. Bất quá, đối tại tình huống bây giờ mà nói, cái này không tính là gì nan đề, phán quan trong tay thương đứng vững Âu Dương đồng đầu về sau, thứ nhất mệnh lệnh ra ngoài, lập tức cho đi. Xe cứu hộ đứng ở Hắc Vô Thường bên người, mấy tên nhân viên y tế vội vã đi xuống đến, đơn giản xử lý về sau, liền đem Hắc Vô Thường đặt lên băng ca. Lên xe đi la phong trầm giọng mở miệng thiết diện phán quan và các minh nhọn cùng thiên y lam đều tuần tự lên xe chuyện hôm nay còn không có kết thúc la phong đôi mắt lạnh như băng thoáng nhìn âu dương đồng để đồng thánh hướng huynh đệ của ta nhận tội nếu không hắn chính là ta địa ngục chiến đội địch nhân la phong hơi vung tay quay người liền lên xe cứu thương xe gào thét rời đi âu dương đồng thân thể cuối cùng không có biện pháp quỳ vững vàng ngã trên mặt đất khuôn mặt tái nhật tới cực điểm ánh mắt phủ đầy phẫn nộ còn không có kết thúc diêm la vương ngươi cho rằng hiên viên cát mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm sao ngươi chờ ngươi sẽ hối hận âu dương đồng gần như phát cuồng địa gào thét lớn phát tiết lấy biệt khuất vô cùng tâm tình hôm nay một chuyện vốn cho rằng là dễ như trở bàn tay phản chính tự mình cũng mang theo thiên cương chiến đội tại phụ cận thăm dò cho chấp hành cái kia hạng nhiệm vụ làm chuẩn bị thuận tiện khảo hạch xích không lâm nhìn hắn có không có tư cách trở thành hiên viên các nguyên lão thật tình không biết lại đụng vào tấm sắt đông thánh thương vương đào tẩu thiên cương chiến đội tan tác xích không lâm cùng âu dương mộ bạch bị phế đang điền hắn âu dương đồng đầu gối bên trong nhất thương không là hai phát nói với phương cánh nhiên còn sự tình không có kết thúc như thế cùng vọng âu dương đồng chuyện hôm nay làm chúng ta hiên viên các tổn thất nặng nề thiên cương chiến đội chiến đấu lực cũng lớn tổn hại lúc này bên cạnh cái kia hiên viên các nguyên lão vẻ mặt nghiêm túc lấy bây giờ hiên viên các tại hàng châu lực lượng chỉ sợ khó tại thủy cung bảo vật tranh đoạt bên trong chiếm cứ ưu thế tuyệt đối ngươi vẫn là lập tức báo cáo xin trợ giúp đi đến mức nguyên nhân ngươi tới nói cái kia hiên viên các nguyên lão nhìn thấy la phong cường thế về sau tự nhiên minh trí lựa chọn cùng hắn phủi sạch quan hệ diêm la vương không thể trêu chọc nguyên lão nói là bên cạnh một người trầm giọng mở miệng hoa thiên hổ cùng tư độ minh trí hai người này vốn là ta hiên viên các tuyệt đối hạch tâm lực lượng có thể diêm la vương xuất hiện bọn họ chỉ sợ chiến đội sẽ khác nhau bây giờ hàng châu đã có mấy cái cổ thế lực chảy vào tham dự thủy cung bảo vật tranh đoạt hiên viên các nhất định phải tiếp viện còn có một người nữ tử kia là tỉnh quảng đông hiên viên các phân bộ thành viên hôm nay giúp đỡ diêm la vương đối phó thiên cương chiến đội Cô gái này nhất định phải nghiêm trị. Bệnh viện, phòng cấp cứu cửa. Mấy bóng người thẳng tắp đứng thẳng, trầm mặt không nói, chờ đợi lấy kết quả. Hành lang một bên, cái kia một bộ lâm nhạc bóng người như xuất thế phụ dung giống như đứng bình tĩnh đứng thẳng. An tĩnh. Mãi cho đến phòng cấp cứu ánh đèn dập tắt, thầy thuốc đi tới, cáo tri mọi người, Hắc Vô Thường đã thoát liên nguy hiểm tính mạng, mọi người mới thật dài địa buông lỏng một hơi không chết liền tốt thiết diện cười ha ha chủ trị bác sĩ không khỏi liếc mắt một cái thiết diện bất quá nhắc tới cũng kỳ quái cái kia viên đạn uy lực cực lớn còn ẩn chứa kịch độc thế nhưng là người bị thương trên thân lại có một cổ cường đại sinh mệnh lực bảo hộ lấy khiến cho chúng ta phẫu thuật cũng tiến hành đến vô cùng thành công chủ trị bác sĩ có chút không hiểu cảm thán một tiếng thiết diện phán quang ánh mắt lập tức nhìn về phía la phong đồng thời hiểu ý cười một tiếng la phong trên thân thần kỳ linh đan bọn họ tự nhiên biết cho hát vô thường hoa thiên hổ an bài tốt phòng bệnh về sau mấy người trực tiếp đi đến bệnh viện sân thượng la phong thuận tiện cũng mang lên thiên y lam lão đại hơn một năm nay đến tà bái danh sư mà lại liều mạng tu luyện tiến bộ thần tốc vừa bước lên sân thượng tư đồ minh phong liền không kịp chờ đợi mở miệng nóng lòng muốn thử mà nhìn xem la phong đôi mắt tràn đầy chiến ý La Phong ba người nhìn nhau, đồng thời cười rộ lên. Tiểu Phong Phong, lá gan không nhỏ nha, vậy mà khiêu chiến lão đại. Phán quan đều cười rộ lên. Tư đồ Minh Phong quyền vương một nắm, ánh mắt tự tin, ta cảm thấy thực lực bây giờ, cần phải cùng lão đại không sai biệt lắm tiếp cận. Hảo tiểu tử, ta đi thử một chút ngươi có mấy cân lượng. Thiết diện đứng ra. Tư đồ Minh Phong cười hắc hắc, tứ ca, vậy ngươi phải cẩn thận, ta kim lôi quyền thế nhưng là đi qua danh sư chỉ điểm cải tiến, quy lực không phải so với lúc trước. Thật sao? Thiết diện hiếp mắt cười khẽ, hướng về tư đồ minh phong ngón tay nhất câu, toàn lực nhất quyền. Tiếp chiêu. Tư đồ minh phong bỗng nhiên tiến lên trước một bước, quyền đầu mãnh liệt nắm vung ra, trong khoảnh khắc phản phất có sấm sét lóe sáng. Quy thế kinh người. Xác thực có tiến bộ. La Phong mỉm cười gật đầu. Phán quan cũng cười phía dưới, sách, cũng không tệ lắm, nhưng mà chỉ là không tệ a. À. địa ngục chiến đội bên trong, tư đồ minh phong thực lực vốn cũng không như sắc mặt. trải qua mấy ngày nay, tư đồ minh phong thực lực đột nhiên tăng mạnh. thế nhưng là lại thế nào so ra mà vượt phục dụng bảo huyết đang đồng thời tu luyện diệu cửu dương thần công thiết diện, diệu dương trưởng trong lòng bàn tay liệt dương âm tiếp xúc trong tích tắc, tư đồ minh phong dường như cảm giác được một cổ ngập trời nhiệt lượng đập vào mặt. Bí mật mang theo khủng bố uy thế, trong nháy mắt, lực lượng mãnh liệt mà đến, tư đồ minh phong trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước. Cái gì? Tư đồ minh phong đôi mắt bất khả tư nghị nhìn lấy thiết diện. Thiết diện thu trưởng, hiếp mắt cười, phục sao? Người tứ ca vẫn là người tứ ca. Tư đồ minh phong trận mắt hốc mồm, ánh mắt ngược lại nhìn về phía la phong cùng phán quan, thấy hai người một mặt ý cười, lúc này minh bạch, kết quả này, sớm tại bọn họ trong dữ liệu cái này. Đây là cái gì trưởng pháp? Tư đồ Minh Phong lập tức kinh hô lên, ánh mắt chấn kinh, tứ ca, ngươi làm sao mạnh nhiều như vậy? Thiết diện cười hắc hắc, ngươi đợi tại hiên viên cát, nào có ta theo lão tiến bộ lớn được nhanh. Ta cùng phán quan hiện đang luyện công pháp, đều là lão đại truyền thụ. Cái kia tam ca. Tư đồ Minh Phong ánh mắt mang theo thăm dò nghi vấn. Thiết diện thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông tay, hay là hắn lợi hại một điểm. Vừa nói xong, tư đồ Minh Phong cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lúc này là mắt lom lom nhìn La Phong, lão đại, ngươi cũng không thể bất công a. À. La Phong một trận khó khăn. Công pháp trong tay hắn còn có, thế nhưng là, bảo huyết đan. La Phong trên thân, chỉ còn lại có một khỏa nữa bảo huyết đan. Bên trong một khỏa, là đã sớm dự toán tốt cho Thiên Y Lam, hôm nay Thiên Y Lam cũng giúp mình đại ân, viên này bảo huyết đan, tự nhiên không thể nhận hồi. Đến mức sau cùng nửa viên, La Phong cũng không có ý định cho tư đồ Minh Phong. Bán thành phẩm, làm sao có ý tứ cho huynh đệ mình. La Phong căn bản không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì gặp gỡ tư đồ Minh Phong bọn người, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Trầm ngâm một lát, La Phong thần sắc nghiêm trọng nói, ngươi cơ sở còn chưa đủ vững chắc, ta cho ngươi một tháng thời gian rèn luyện cơ sở, đến lúc đó mới có tư cách phục dụng bảo huyết đan. Một tháng sau, chính mình gấp bội điểm nỗ lực hẳn là có thể đầy đủ thành công lại luyện chế ra mới bảo huyết đan bảo huyết đan tư đồ minh phong đôi mắt nghi hoặc ta cùng thiết diện cũng là phục bảo huyết đan thoát thai hoán cốt lực lượng tăng gấp bội phán quan mở miệng cười tư đồ minh phong nhãn tình sáng lên chợt vẻ mặt cầu xin nhìn lấy la phong ánh mắt ai oán còn có chờ một tháng bảo bảo tâm lý khổ a à. đến đón lấy tư đồ minh phong tựa hồ còn không hết hy vọng tìm phán quan khiêu chiến kết quả tự nhiên là dứt khoát bị phán quan đánh bại tư đồ minh phong ánh mắt càng thêm ai oán nhìn qua la phong mấy ngày qua hắn bị một cái hiên viên các bên trong võ giả tiền bối nhìn trúng nói hắn cốt cách kinh kỳ là cái tập võ kỳ tài truyền cho hắn nội công tâm pháp tư đồ minh phong cảm giác mình là cái võ lâm cao thủ đang định tại các huynh đệ trước mặt khoe khoang một chút thật tình không biết bị ngược đến thương tích đầy mình mệt mỏi cảm giác không thích. Tiểu Phong Phong, ta nghe vô thường nói, các ngươi là hướng về phía cái gì thủy cung đến. Phán quan hỏi một tiếng. La Phong ánh mắt cũng mang theo nghi vấn. Hiên viên các nguyên lão, thiên cương chiến đội, đồng thánh thương vương, còn có tư đồ minh phong, hắc vô thường chờ đều là hiên viên các hạch tâm lực lượng, làm sao đột nhiên đều xuất hiện tại Hàng Châu la phong đương nhiên sẽ không cho rằng những người này đều là bởi vì dịp vô ý muốn đối phó chính mình cùng nghe muội mà mời đến cái gì thủy cung thiên y lam cũng là không hiểu đại khái là tại bảy ngày trước tây giang lưu vực dọc theo đi một chỗ bên trong hồ có ngư dân vớt lên một khối ngàn năm ô mộc đồng thời lập tức báo cáo chính phủ tư đồ minh phong trầm giọng mở miệng địa phương chính phủ cũng lập tức tổ chức lực lượng xuống hồ tiếp tục vớt không nghĩ tới vậy mà lại ngoài ý muốn phát hiện Đấy hồ trải rộng các loại quái dị thạch đầu, đi qua thăm dò về sau, càng là phát hiện một đầu thạch đầu thông đạo, cuối thông đạo lại có vừa vỡ cũ thủy cung. Sau đó kinh động hiên viên các. Đáng tiếc, tiết lộ phong thanh, rất nhiều truyền ngôn chảy ra, có người nói thủy cung là cổ đại hoàng tộc lưu lại hoàng lăng, có dấu bảo tàng. Cũng có người nói là tuyệt thế vũ giả đồng phủ, có bí kíp võ công. Bây giờ kinh động không ít thế lực, thậm chí bao gồm một chút nước ngoài thế lực đều đối nước này cung nhìn chằm chằm tổng bộ cũng lập tức điều động rất nhiều chiến đội tiến về tư đồ minh phong mấy người ánh mắt nhìn qua la phong chờ đợi la phong tỏ thái độ chỉ cần la phong một câu bất luận thủy cung bên trong có cái gì bọn họ nhất định đều sẽ đem hết toàn lực đi một hồi nói không chừng bên trong cái gì cũng không có đây la phong buông tay cười một tiếng nhìn lấy tư đồ minh phong lắc đầu ngươi thân phận hôm nay đại biểu là hiên viên cát cho dù La Phong rất rõ ràng tư đồ Minh Phong đứng đội, mà dù sao, tư đồ Minh Phong là tư đồ thế gia con cháu, như là công nhiên đứng tại chính mình bên này cùng hiên viên các đối nghịch, nhất định phải không thể thừa nhận thiếu gia tộc áp lực. Tư đồ Minh Phong muốn nói lại thôi, cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị, lão đại, ngươi một câu, để ta làm cái gì đều có thể. Đi xuống chiếu cố lão hổ tể đi. La Phong vung tay lên. Tư đồ Minh Phong sửng sốt, chợt nở nụ cười khổ, Người nhà họ hoa đã trên đường Còn có lão hổ tể vị hôn thê Hắn có thể không cần ta chiếu cố a à. Tư đồ minh phong thần sắc đắng chát Hắn hiểu được Lão đại là không muốn chính mình khó làm Thế nhưng là chính mình thật Hội nghĩa vô phản cố đứng tại lão đại bên này Địa ngục mặc dù tán Chiến hồn bất diệt Tư đồ minh phong gần từng chữ mở miệng Tâm thần đều là chấn La Phong ánh mắt nhìn chăm chú, một lát, mỉm cười gật đầu, đi thôi có tin tức gì nói với phán quan tư đồ minh phong ánh mắt hơi sáng chợt dùng sức chút đầu quay người hướng đi sân thượng các ngươi hai cái còn danh xưng cái gì hàng châu đệ nhất thế lực ngầm cùng hàng châu đệ nhất bảo an công ty đây la phong nghiêng mắt nhìn hai người liếc một chút trọng đại như vậy tin tức thì ngay dưới mắt vậy mà tuyệt không biết rõ cảm nhận được lão đại xem thường ánh mắt phán quan thiết diện mặt mũi tràn đầy xấu hổ lão đại chờ ta tin tức tốt thiết diện cắn răng một cái, tự hồ là hạ quân lệnh hình. Lần này không dùng lão đại xuất thủ, nước cung bên trong bảo tàng mặc kệ là cái gì, ta đều cầm xuống. Phán quan cũng là ánh mắt kiên định. La Phong lắc đầu, bảo tàng là lần. Các ngươi đừng quên, quan trọng hơn một điểm. Hai người đồng thời khẽ giật mình. Đồng thánh thương vương. La Phong đôi mắt lóe ra một đạo hàng quang, hắn nhất định sẽ ẩn nặc từ một nơi bí mật gần đó, các ngươi cần phải đem người này bắt lấy. Vừa đến, hôm nay lão hổ tệ nhất thương mối thù, thứ hai, là phong hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, lúc trước đoạn thiên nhài phía trên một thương kia, ta hoài nghi là Đông Thánh Thương Vương. Lời nói hạ xuống, phán quan thiết diện hai người đôi mắt đồng thời tuôn ra một đạo sát khí. Quyền đầu nắm chặt. Đó là dẫn đến địa ngục chiến đội giải tán nhất thương. Giao cho chúng ta phán quan ánh mắt trang trọng tới cực điểm thanh âm len ken mạnh mẽ kiên nghị vô cùng hai người rất nhanh liền rời đi sân thượng trên sân thượng chỉ còn la phong cùng thiên y lam hai người một trận gió thổi qua hai người ánh mắt liếc nhau thiên y lam không có lên tiếng để la phong thần sắc lược mang theo mấy phần xấu hổ cười ngượng ngùng phía dưới lão thiên ta cũng không có ba đầu sáu tay đi gặp la phong quýnh hình thiên y lam không khỏi cười khúc khích nhất tiếu khuynh thành không gì sánh được giờ khắc này thiên y lam trong lòng một chút bất an biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi cái này con mọc sách hắn lại chính là diêm la vương thế nhưng là hắn trả là một ngốc tử không phải sao hiện tại lại ngơ ngác nhìn lấy chính mình không được kêu ta lão thiên khó nghe chết thiên y lam bạch la phong liếc một chút la phong im lặng nữ nhân này cách hai ngày thì để cho mình thay cái xưng hô đệ nhất hoa khôi cũng là như thế tùy hứng sao? Cái kia. Kêu cái gì? La Phong khiêm tốn thỉnh giáo. Thiên Y Lam cũng không dám để La Phong chính mình loạn hô, chần chờ phía dưới, thấp giọng mở miệng, mẹ ta đều là gọi ta Lam Lam. Ta cũng không phải mẹ ngươi. La Phong đồng học thốt ra. Thiên Y Lam mặt đều đen, thần tượng hình tượng triệt để băng diệt, hủy đến liền không còn sót một chút cặn. Tốt a, à, Lam Lam la phong đổi giọng ngược lại là rất nhanh hắn hoài nghi mình muốn không nói nhanh điểm thiên y lam học lớp sẽ không ở ngày này đại cho mình liều mạng cái này cho ngươi nhìn lấy la phong đưa qua một cái hộp thiên y lam con ngươi mang theo nghi ngờ tiếp nhận đi mở ra nhìn xem la phong mỉm cười thiên y lam mở hộp ra bên trong vẫn là cái hộp còn có thể hay không thật tốt nói chuyện phím thiên y lam không nói nhìn lấy la phong tiếp tục mở hộp ra. Một khỏa lồng lẫy sung mãn, mùi thơm mê người đang dược xuất hiện ở trong mắt Thiên Y Lam. Đây là Thiên Y Lam cảm nhận được viên đang dược kia bất phạm, con người lóe ra dị quan. Bảo huyết đan. La Phong mỉm cười, có thể tẩy tủy phạt cốt, cải biến thể chất, phục dụng một khỏa liền có thể thoát thai hoán cốt. Lấy ngươi thực lực bây giờ, ăn vào viên này bảo huyết đan, nhất định có thể bước vào ám kình võ giả tầng thứ. Cái gì? Thiên Y Lam trực tiếp kinh ngạc đến ngay người. Cảm giác trong tay cái hộp này chìm điện không ít. Một khỏa bảo huyết đan, có thể để cho mình bước vào ám kình tầng thứ. Phải biết, võ giả từ minh kình hóa ám kình, cần vượt qua là 3.000 cân quyền lực. Minh kình cửu phẩm, nhị đỉnh lực lượng. Ám kình nhất phẩm, ngũ đỉnh lực lượng. Đây là một cái to lớn rảnh trời, vậy mà bằng vào một khỏa bảo huyết đan có thể sang bằng. Bảo huyết đan la phong mới vừa rồi cùng tư đồ minh phong mấy người trong lúc nói chuyện với nhau thiên y lam cũng nghe đến có thể cụ thể công hiệu có thể không rõ ràng ngươi là đang lừa dối ta đi thiên y lam ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy la phong la phong nghiêng mắt nhìn nàng liếc một chút thốt ra không tin ngươi ăn thiên y lam cầm lấy bảo huyết đan nhét vào miệng bên trong chờ một chút la phong đột nhiên nhớ tới cái gì vội vàng kinh hô lên không có gì dùng Thiên Y Lam một cái miệng, bảo huyết đan, cửa vào tức tan. Cuối cùng vẫn là chậm một bước. Làm La Phong nhớ tới hậu quả kia thời điểm, Thiên Y Lam đồng học đã ăn vào bảo huyết đan. Làm sao? Nhìn lấy La Phong giờ phút này lo lắng thần sắc, Thiên Y Lam không khỏi mở miệng, nhưng mà, nàng cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều, một cổ sôi trào mãnh liệt nhiệt lưu cơ hồ là trong chốc lát trải rộng toàn thân, Thiên Y Lam lập tức ngậm miệng không nói, khoanh chân vận lên võ công tâm pháp. La Phong đôi mắt không khỏi trừng lớn. Ta đi. Chính mình vậy mà quên, phục dụng bảo huyết đan, tẩy tủy phạt cốt quá trình bên trong, thân thể nhiệt lượng cực cao, y phục trên người trực tiếp hội hòa tan biến mất. Chính mình là muốn nhìn lấy lão thiên đâu, vẫn là nhìn lấy lão thiên đâu. Nơi này là sân thượng. La Phong dò xét liếc một chút bốn phía, bốn kiến trúc chung quanh độ cao cũng không có bệnh viện sân thượng cao, thiên y lam vị trí vị trí này, thật không có người thấy được. Tốt a, à, trừ La Phong bên ngoài, rời đi sân thượng, lộ ra không sai đã không kịp. Bảo huyết đang công hiệu chính đang vận hành, cưỡng ép đánh gãy lời nói, Thiên Y Lam thân thể căn bản chống đỡ không nổi cái kia dược lực bạn bạc trùng kích. Làm cái gì? La Phong nhìn một chút Thiên Y Lam, cái kia khoanh chân ngay tại chỗ thân thể mềm mại tại bắt đầu rất nhỏ địa run rẩy. Thời khắc này, đừng nói là để Thiên Y Lam rời đi, cho dù là mở miệng nhắc nhở lão Thiên một tiếng để cho nàng trước tiên đem y phục thoát, miễn cho dược hiệu sau đó còn phải đối mặt một cái càng vấn đề lớn. La Phong cũng không dám. Lúc này, Thiên Y Lam không thể phân tâm. Hít sâu một hơi. La Phong quả quyết hành động. Chính mình hạ dược, ngậm lấy nước mắt cũng phải giúp lão thiên giải cái này vây. Cứ việc vị trí này rất vắng vẻ, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt, La Phong vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, động tác nhanh chóng đem chồng chất ở trên sân thượng bốn phía tạp vật chuyển chở tới đây, đem thiên y lam vây lên, bảo đảm không có xung quanh rò rỉ. La Phong đôi mắt liếc qua đi, lúc này thiên y lam sóc dòng vai lộ ra một tia trắng nõn, cái kia một trương khuynh thế khuôn mặt, làm cho người tim đập thình thịch. Phi lễ chớ nhìn. La Phong quyết định lại nhìn một chút về sau, lại nhìn một chút, sau đó kiên định dời đi ánh mắt. Đi đến đầu hành lang, đốt một điếu thuốc, ép một chút tâm thần. Cách mình không đến vài mét địa phương, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái không mảnh vải che thân đại mỹ nhân, khiến La Phong đồng học như thế nào lòng yên tĩnh đến xuống tới, mà lại bất kể nói thế nào, cái này mỹ nữ vẫn là lão nhân gia ông ta hạ dược. Quá hư hỏng. La Phong đồng học hít sâu, lại hít sâu. Đứng tại đầu hành lang càng không dám rời đi, bệnh viện sân thượng vốn là ít người tới, có thể vạn nhất thật có cái ngoài ý muốn đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Phong cảm giác được bên cái kia một cổ lực lượng tại tăng cường, nhiệt khí tràn ngập. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ khô nóng cảm giác. La Phong vội vàng khí dồn đang điện, vận lên tử khí đông lai thần công. Không biết qua bao lâu thời gian. Uy, Bên tai truyền đến một cái khiếp nhược thanh âm, ngươi, ngươi không đi đi. La Phong mở mắt ra, vừa định quay người đi qua, cước bộ vội vàng lại dừng lại, xấu hổ khục một tiếng, cái này. Lão Thiên, ta vừa mới vốn là muốn nhắc nhở ngươi thế nhưng là không kịp la phong cảm thấy vẫn là lão thiên kêu so lam lam muốn thuận miệng nhiều lúc này thiên y lam cũng không có tâm tình cùng la phong xoắn suýt vấn đề xưng hô cứ việc chu vi có tạp vật trọng chất không có người nhìn đến chính mình thân trần thế nhưng là hơn nửa đêm ở trên sân thượng phía trên liền y phục cũng không có mặt loại cảm giác này thực sự để thiên y lam hận không thể tìm một cái lỗ cho chui vào cho dù là thật thành công bước vào ám kình võ giả tầng thứ vui sướng, cũng không cách nào đem thiên y lam tâm trúng loại này xấu hổ cò rửa rơi. Viên này bảo huyết đan, công hiệu thực sự quá thần kỳ, vậy mà thật để cho mình trở thành ám kình cường giả. Có thể thiên y lam có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình lại là thân thể trần truồng đột phá đến ám kình tầng thứ. Còn không giúp ta tìm một bộ quần áo tới. Thiên y lam âm thanh vang lên tới. La Phong cười khổ, lão thiên, ta muốn là rời đi có người đột nhiên xông tới đến làm cái gì thiên y lam biến sắc không cho ngươi đi bầu không khí một trận cứng lại ngươi nghĩ biện pháp thiên y lam thanh âm vang lên lần nữa la phong chần chờ phía dưới chỉ có thể là tháng một tiếng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại so sánh phán quan thiết diện trong chuyện này la phong cảm thấy vẫn là tư đồ minh phong so sánh đáng tin cho ngươi một cái nhiệm vụ La Phong trầm giọng mở miệng. Đầu bên kia điện thoại, tư đồ Minh Phong mừng rỡ, chợt trịnh trọng trả lời, lão đại xin phân phó. Giúp ta làm bộ quần áo, nữ. Đưa lên sân thượng. La Phong nỗ lực để cho mình mặc không đổi sắc, đúng, muốn tốc độ nhanh nhất. La Phong không biết, bây giờ tư đồ Minh Phong còn tại bệnh viện. Hát vô thường hoa thiên hổ gia thuộc đã đến, tư đồ Minh Phong vừa đem bọn hắn tiếp vào bệnh viện, còn đến không kịp ra ngoài, thì tiếp đến lão đại mệnh lệnh này. Không có suy nghĩ nhiều, tư đồ Minh Phong trực tiếp lách mình đi vào một chỗ phòng thay đồ, theo tay cầm lên một bộ đồng phục y tá liền hướng trên sân thượng phóng đi. La Phong tại đầu hành lang chờ lấy, gặp tư đồ Minh Phong cầm lấy đồng phục y tá xông lên, mặt mò không khỏi tối sầm. Lão đại, là người nói muốn tốc độ nhanh nhất, ta vừa tốt tại bệnh viện. Tư đồ Minh Phong hướng về La Phong nháy mắt, ngầm dựng thẳng lên ngón cái, vừa rồi tại trên sân thượng hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy thiên y lam như thế tuyệt sắc nữ tử vậy mà cùng lão đại ở trên sân thượng trước đó diễn như thế cùng bạo hình ảnh liền y phục đều xé nát chật chật hình ảnh quá đẹp tư đồ minh phong không dám tưởng tượng tư đồ minh phong ánh mắt la phong tự nhiên đặt ở trong mắt cũng không có giải thích hung hăng trừng tư đồ minh phong liếc một chút còn không mau cút đi ta lăn lập tức liền lăn tư đồ minh phong chảy lộ ra một bộ ta hiểu nụ cười đồng thời chỉ chỉ la phong trong tay đồng phục y tá lão đại ta dưới lầu chờ lấy ngươi muốn là còn cần gì nữ tiếp viên hàng không lãnh đạo cúc gia hỏa này càng nói càng hư la phong thực sự nhìn không được một chân đem hắn đạp xuống thang lầu quá vô sĩ la phong lắc đầu khinh bỉ nhìn một chút tư độ minh phong biến mất phương hướng tự nói lấy xoay người cái gì nữ tiếp viên hàng không lãnh đạo rõ ràng là học sinh muội đi tới nơi này một đống tạp vật trước mặt La Phong ho nhẹ một tiếng. "Lão Thiên, ta đem y phục ném vào a." À? Nói, La Phong cầm trong tay đồng phục y tá ném vào. Thiên Y Lâm một tay tiếp nhận, ngốc một chút, mặt không khỏi bá địa đỏ bừng, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Thiên Y Lâm có thể không có nghe được La Phong cùng Tư Đồ Minh Phong đối thoại. Việc đã đến nước này, Thiên Y Lâm cũng không soi mói, vội vàng mặc xong quần áo, điều chỉnh tốt tâm tình, đẩy ra một chỗ tạp vật, đi ra ngoài. La Phong đôi mắt thoáng nhìn đi qua, thần sắc không khỏi lại lần nữa ngốc trệ. Mỹ Cái này là La Phong tại Thiên Y Lam trên thân cảm nhận được một loại khác loại Mỹ. Ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới, hộ lý, nhẹ nhàng mà đứng. Một bộ này đồng phục y tá có chênh lệch chút ít lớn, có thể mảy may không che giấu được Thiên Y Lam dáng người, riêng là. La Phong đồng học rõ ràng rất, lão thiên bộ quần áo này bên trong, khục, là thật không? Thói quen thiên y lam đồng học khuynh thế duy mỹ, đột nhiên xuất hiện cái này mang theo vài phần mị hoặc phong cách dụ hoặc đẹp, thoáng cái để la phong đồng học nhìn đến ngẩn người. Còn không đi. Thiên y lam bị nhìn chầm chầm có chút không dễ chịu, giả vờ giận trắng la phong liếc một chút, ngươi cứ như vậy ưa thích y tá nha. Ưa thích. Câu trả lời này trực tiếp điểm. Không thích. Trước mắt bức này hình ảnh quả thực để ba bản đệ nhất diêm la vương đều nhanh muốn chảy máu mũi. Lời này rất khó trả lời. La Phong đồng học chỉ có thể là nói quanh co vài tiếng qua loa đi qua, trước tiên quay người đi xuống thang lầu. Đã là ban đêm tiếp cận 12 điểm. Trừ trực ban bác sĩ y tá bên ngoài, trên hành lang đi lại rất ít người, mượn La Phong thân thể che giấu phía dưới, Thiên Y Lam rốt cục tại một chỗ trong phòng thay quần áo tìm tới một bộ tương đối vừa người. Vẫn là đồng phục y tá, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài vừa tốt một cái trực ban thầy thuốc tại trên hành lang đi qua thoáng nhìn thiên y lam trong chớp mắt ấy toàn thân đều như là bị sét đánh một dạng đứng đấy bất động trơ mắt nhìn lấy thiên y lam thân ảnh biến mất tại cửa thang máy cái kia trực ban thầy thuốc duỗi tay lần mò khóe miệng nước bọt chảy ròng bệnh viện lúc nào tới một cái xinh đẹp như vậy y tá trong thang máy chỉ có la phong cùng thiên y lam hai người theo hai mươi dưới lầu đến thứ hai lầu hai người đều đứng một cách yên tĩnh thang máy sắp đến cùng đừng quên đêm mai ca nhạc hội nói cửa thang máy đinh một tiếng mở ra thiên y lam cất bước liền chạy lấy ra ngoài bạch tư niệm ca nhạc hội thiên y lam nếu là không sách là phong còn thật suýt nữa quên nhìn lấy biến mất tại cửa bệnh viện cái kia một bộ đồng phục y tá là phong trong đầu không khỏi lại lần nữa quanh quẩn lên trên sân thượng kiều diễm hình ảnh tâm thần có chút bất định nhanh đi ra ngoài sĩ đa cửa hàng mua bình nhịp đập nhịp đập trở về. Một đêm này, La Phong không có tu luyện tử khí đông lai thần công, mà chính là dốc lòng điện nghiên cứu đang điển. Đến Hàng Châu lấy sau đó phát sinh chưa nhiều chuyện, vượt quá La Phong vốn là dự kiến, hắn chỉ muốn an tĩnh địa bước vào chiếc gian đại học, hoàn thành đối ngọc la sát ưng thuận hứa hẹn. Còn không có khai giảng, lại phát sinh liên tiếp sự tình các loại, ngay cả mình đã từng huynh đệ cũng liên lụy vào. La Phong chỉ có thể nắm chặt thời gian, nếu là có thể luyện chế nhiều mấy viên bảo huyết đang đi ra, cái kia không còn gì tốt hơn. Riêng là tối nay tư đồ minh phong cái kia ai oán ánh mắt, là phong minh bạch, tại tư đồ minh phong không có cầm tới bảo huyết đang ngày đó trước đó, gia hỏa này nhìn lấy chính mình ánh mắt hơn phân nửa đều là ai oán. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, La Phong so thường ngày trống canh một sớm, trong tay cầm một trong túi thuốc, đi vào nhà bếp, cũng không lâu lắm, gây mũi mùi thuốc tràn nập toàn bộ nghe gia phòng la phong ngươi đang làm gì nghe tiểu thanh mặc lấy một thân đồ ngủ nắm lỗ mũi vặn lông mày đi tới xét thấy la phong hôm qua biểu hiện trên người hắn tên lừa đảo vần sáng rốt cục tại nghe tiểu thanh miệng bên trong biến mất đương nhiên tâm lý còn có hay không cũng không biết ngươi đến vừa vặn la phong hướng về nghe tiểu thanh cười một tiếng nhìn lấy hỏa hầu thuốc này pha đến chỉ còn một bát nước thời điểm thì đổ ra cầm đi cho ca ngươi uống. Lấy nghe mùi thể cốt, cứng trắng chịu cái kia tiếu viên hào 17 quyền, muốn là trị liệu không lợi hay, về sau tất nhiên sẽ lưu lại hậu di chứng. Cái này một bát hoa đã chính vị tiên canh, đủ để giải quyết vấn đề. La Phong dặn dò một tiếng về sau, cũng không đợi nghe tiểu thanh trả lời, trực tiếp đi thẳng ra nhà bếp, đồng thời rời đi nghe gia phòng lớn. Nghe tiểu thanh thoảng qua thần lao ra thời điểm, La Phong đã không thấy. Ta đều không có đáp ứng. Nghe Tiểu Thanh hận hận cắn răng một cái, hừ một tiếng quay người lại đi trở về nhà bếp. Nàng nhận thua. La Phong đồng thời không có đi xa, mới vừa đi ra tụ Long Vịnh Tiểu Khu, lại bị một người chính diện chặn lại. Người chính là La Phong đi. Thanh âm đối phương bình tĩnh, hai con ngươi tự như tinh thần tản ra quang mang, nhìn chằm chậm La Phong. La Phong cũng đang quan sát người này, thanh niên khuôn mặt, mày như sông kiếm, thẳng tắp sống lưng giống như gánh vác lấy hạo nhiên chính khí, một bộ rộng rãi bằng phẳng bộ dáng nói chuyện đều cho người ta một loại chính phái cảm giác khí chất bất phàm tuấn lãng vô cùng đập cái phim truyền hình diễn nam số một cái kia hẳn là tuyệt đối không có vấn đề so từ bản thân anh tuấn cũng chỉ có một quyền đầu khoảng cách la phong kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh nguy hiểm thật la phong bình tĩnh thoáng nhìn người này ta là người tới là lý dịch đạo thiên giáo tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất người nổi bật năm gần 20, nội lực đã là ám kình tầng 3 tiền kỳ. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, lệnh hắn thực lực đã siêu việt không ít tiền bối. Lý dịch tu luyện hạo nhiên chính khí quyết, càng làm hắn hơn thân thể lên khí chất lộ ra bất phàm. Nhưng mà, tại La Phong trước mặt, lý dịch lại không có nửa điểm ngạo khí. Trước mắt người này xem ra khí tức bình thản khuôn mặt lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười nhưng lại là tại trú kiếm phong phía trên đánh bại chính mình sư tôn nhất phong đạo trưởng tồn tại. Chỉ là, không biết hắn có phải hay không hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Liên đạo thiên giáo cũng không có cách nào hàng khí, trước mắt người này, thật có biện pháp chữa cho tốt đồng thời không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Đạo thiên giáo đệ tử, Lý Dịch. Lý Dịch hướng về La Phong vừa chắp tay, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, mời La Thiếu Hiệp dời bước. Vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi rất nhỏ co rụt lại. Đạo Thiên Giáo Hắn sớm tiện ý tài liệu, Ngọc Hoàng Sơn đánh một trận xong, ngũ phái cửu môn chí ít bên ngoài thời gian ngắn là sẽ không tìm chính mình phiền phức, mà. Tam Giáo ngoại trừ Quả nhiên vẫn là đến. Đạo Thiên Giáo là đến báo chính mình ngày đó đánh bại nhất phong đạo trưởng mối thù. La Phong khẽ cao mày. Trú kiếm phong phía trên, hắn đối nhất phong đạo trưởng ấn tượng vẫn là rất không tệ, chỉ ít tại linh thiên giáo Bạch Phượng Thánh Nữ cùng mang thiên giáo Âu Dương Hoàng đề nghị vây công chính mình thời điểm, nhất phong đạo trưởng cũng không có xuất thủ. Mà lại, nhất phong đạo trưởng thua ở La Phong trên tay thời điểm, thần sắc cũng rất thản nhiên, thừa nhận thất bại. Chẳng lẽ là bởi vì vì về sau nhất phong đạo trưởng võ công bị phế, đạo thiên giáo đem lửa giận dời đến trên người mình. La Phong não tử phúc chốc biến hóa ngàn vạn. Dẫn đường đi. La Phong không có cự tuyệt, đã đạo thiên giáo đệ tử sáng sớm chờ ở tại đây chính mình, liền mang ý nghĩa bọn họ biết chính mình ở địa phương. Trốn tránh vô dụng, còn có thể thương tới vô tội, chẳng bằng tiếp chiêu là được. So với tại Trú Kiếm Phong phía trên, là phong thực lực lớn có tiến triển, cho dù không dựa vào thiên giai võ học, cũng có thể bộc phát ra cửu đỉnh lực lượng. Mời. Lý Dịch đi ở phía trước, mở ra đứng ở ven đường một chiếc xe môn. Lên xe hơn 10 phút, xe chậm chậm địa lái vào tới gần vùng ngoại thành một ngôi biệt thự đại môn. Đạo thiên giáo danh xưng tam giáo bên trong thực lực lớn nhất nhân vật cường hoành, ở thế tục bên trong sản nghiệp đương nhiên sẽ không thiếu. Sau khi xuống xe, Lý Dịch dẫn La Phong một đường đi lên phía trước, đi qua một chỗ viện tử thời điểm, Lý Dịch cước bộ đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại, ánh mắt thản nhiên nhìn qua La Phong, La Thiếu Hiệp, nghe nói Ngọc Hoàng Sơn nhất chiến, ngươi thể hiện ra không tầm thường lực lượng, chắc là ngày đó tại trú kiếm phong phía trên bị trúng hàng độc đã triệt để giải trừ lý dịch muốn thỉnh giáo một phen nói cho cùng lý dịch vẫn là muốn thăm dò một chút la phong là có hay không khôi phục đỉnh phong thực lực đây đối với nhất phong đạo trưởng mà nói cực trọng yếu la phong liếc liếc một chút lý dịch thần sắc bình tĩnh đứng chắp tay đây là hôm nay đạo thiên giáo mời ta đến đây mục đích không đây chỉ là ta ý nghĩ lý dịch đôi mắt không có không tránh né địa nhìn la phong tầm mắt chỗ sâu cũng không khỏi lóe ra một vệt chiến ý trú kiếm phong nhất chiến la phong tên chấn kinh thiên hạ riêng là đã kích tam giáo con cháu kiêu ngạo dưới cái nhìn của bọn họ trừ tam giáo bên ngoài bên ngoài cái gọi là thiên tài đều là ếch ngồi đáy giếng có thể một cái la phong hoành không xuất thế hung hăng thất bại bọn họ viên kia kiêu ngạo trái tim pha lê tam giáo thiên tài đều là khiêu chiến la phong lý dịch cũng không ngoại lệ đây là vì nhất phong đạo trưởng mà chiến cũng thế vì chính mình nhất chiến tiếp chiêu lý dịch trực tiếp một tiếng hạ xuống toàn thân hạo nhiên chính khí điên cuồng bao trùm đưa tay ở giữa dồi dào lực lượng liền tuôn hướng la phong lấy lý dịch bày ra thiên phú tu luyện tự nhiên là đạo thiên giáo bên trong cấp bậc tuyệt học tối cao một trong hạo nhiên chính khí quyết địa giai thượng phẩm võ học trong lúc giơ tay nhất chân một cổ dồi dào hạo nhiên chính khí như quyện thành một thô to dây thừng đùng địa đánh tới hướng la phong quanh quẩn biến ảo trong chớp mắt liền tới gần la phong trước mắt la phong bóng người đột nhiên vừa lui thân pháp huyền diệu né qua lý dịch một kích này hô lý dịch lại là nhất trưởng bước tới gánh vác lấy hạo nhiên chi khí hóa thành lưỡi dao sắc bén chưởng ảnh tràn ngập thiên địa lý dịch ánh mắt phun trào ra thẳng tiếng không lùi quyết tuyệt chưởng ra bóng người đến âm âm. La Phong khoát tay, nhất quyền quét ngang. Bá đạo nhất quyền, bẻ gãy nghiền nát tư thái. Đối với bây giờ La Phong thực lực mà nói, cửu đỉnh cường giả trở xuống, nhất quyền đều có thể quét ngang. Oanh! Hào nhiên chính khí bị phá, thân thể đánh bay ra ngoài. Lý dịch đôi mắt thời gian ngắn lướt qua một trận kinh hãi thân thể sau khi dừng lại, dương mắt nhìn lấy La Phong. Khó có thể tin. Hắn nghĩ tới chính mình có thể sẽ bại, dù sao đây là đánh bại sư phụ mình nhất phong đạo trưởng yêu nghiệt, cho dù là không có khôi phục đến đỉnh phong, thực lực cũng bất định sẽ không kém, nhưng bây giờ, chính mình vậy mà không chịu nổi hắn nhất quyền. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, kẻ này không chỉ có khôi phục đến đỉnh phong, mà lại, so với Trú kiếm phong phía trên trận chiến kia, còn mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, Trú kiếm phong phía trên là phong tự thân lực lượng cũng không có đạt tới cửu đỉnh, chỉ là tá thiên giai tuyệt học chi thế mới một lần hành động đánh bại nhất phong đạo trưởng lý dịch tâm phục khẩu phục lý dịch hướng về la phong chắp tay cúi đầu ánh mắt lại lần nữa rơi vào la phong trên thân thời điểm ánh mắt đã kinh biến đến mức khác biệt so sánh la phong tam giáo cái gọi là thiên chi kiêu tử như vậy tính được cái gì lý dịch dám cam đoan cùng tuổi đoạn bên trong nhìn chung tam giáo la phong không một đối thủ đơn giản nhất quyền liền ẩn chứa cửu đỉnh lực lượng la phong cái này không quan trọng mấy tháng thời gian, ngươi lại khiến bản đạo chấn kinh một lần a. À. Nương theo lấy cười to một tiếng, một bộ hơi có vẻ cũ nát đạo bào màu xanh lam bóng người, tóc rối tung, nhanh chân địa đi tới. Nhất phong đạo trưởng. Nho nhỏ tiến bộ, khiến đạo trường bị chê cười. La phong mỉm cười hướng về nhất phong đạo trưởng chắp tay gật đầu. Nhất phong đạo trưởng hướng về la phong trực tiếp mắt trận trắng, trực tiếp bước vào cửu đỉnh tầng thứ, cái này muốn là nho nhỏ tiến bộ, ngươi còn không bằng khiến người khác đều đi chết. La Phong cười cười, nhất phong đạo trưởng chính là nói chuyện thẳng như vậy dẫn, người thành thật, lời nói này, tốt bao nhiêu. Vừa nói, nhất phong đạo trưởng còn vòng quanh La Phong chạy một vòng, đôi mắt càng tỏa sáng, mấy lần muốn nói lại thôi, lại mạnh mẽ địa dằn xuống đến, nửa ngày, hướng về La Phong thở dài, lấy ngươi thực lực bây giờ, thánh bản 10 vị trí đầu năm, tuyệt không lo lắng. Thậm chí, như vận dụng ngày đó dai võ học, vô cùng có khả năng liền thánh bản thứ 10 đều có thể đánh bại. Vừa nói xong, một bên lý dịch không khỏi há to mồm. Sư phụ đối la phong cái này đánh giá cũng không tránh khỏi quá cao đi. Thánh bản trước 10 người, đó là chỉnh võ giả giới chí cao vô thượng nhất kinh khủng tồn tại. Những người này muốn là nhàn rỗi nhàm chán ra ngoài dậm chân một cái, đều không có người sẽ nói bọn họ là chân rút gân. La Phong, thật đến loại kia độ cao. Không thể tưởng tượng. Lý dịch ánh mắt mang theo hoài nghi nhìn lấy nhất phong đạo trưởng Đột nhiên tâm lý minh ngộ Sư phụ là muốn cầu cạnh La Phong Mới cố ý thổi phòng đi La Phong cười khoát tay chặn lại Đạo trưởng quá khen Có thể nhìn gia hỏa này thần thái Bị tán nhiều lắm vui vẻ Đến, La Phong Mời vào bên trong ngồi Nhất phong đạo trưởng ba người đi vào biệt thự đại sảnh ngồi xuống Thử một chút trà này Nhất phong đạo trưởng cười cho La Phong rót một ly trà, lá trà là chúng ta thánh địa tu hành trồng trọt, tập hợp linh khí của trời đất, trong thế tục cũng không có tốt như vậy trà. La Phong phẩm một miệng, ánh mắt hơi sáng. Trà này, thật là cực phẩm. La Phong an tĩnh thưởng thức trà. Ngay từ đầu lý dịch đến mời hắn thời điểm, La Phong còn tưởng rằng là đạo thiên giáo đến đây trả thù, có thể thấy nhất phong đạo trưởng về sau, La Phong lập tức minh bạch đối phương ý đồ đến. Hắn tự nhiên không vội, chậm rãi thưởng thức trà. Lý dịch ở một bên nhìn lấy nhất phong đạo trưởng, càng không ngừng nháy mắt, gặp nhất phong đạo trưởng thực sự không mở miệng được. Lý dịch rốt cục nhìn không được mở miệng, ban đầu ở trú kiếm phong phía trên, ngươi chịu đến là cùng sư phó ta đồng dạng thương thế, sư phụ ta phục dụng cửu chuyển thánh đan, lại thêm trong giáo đại năng vận khí tương trợ, đều không cách nào đem cái kia cổ quỷ dị hàng khí bức ra bên trong thân thể, có thể trên người ngươi. tựa hồ không có hàng khí. Không có gì, sư phụ ta dùng phương thuốc dân gian la phong đầy vô tình cười lắc đầu không đáng giá nhắc tới nhất phong đạo trưởng cùng lý dịch hai người quả thực muốn xoắn suýt đến phát cuồng cái gì không đáng giá nhắc tới hôm nay ngồi ở chỗ này thì là muốn ngươi nha nói lại a à. có thể la phong một bộ ta cái gì cũng không hiểu bộ dáng nhất phong đạo trưởng thần sắc do dự một chút chung quy là cắn răng một cái ánh mắt trịnh trọng nhìn lấy la phong chỉ cần sư phụ của ngươi có thể chữa trị ta trên thân hàng khí Ngươi có thể ra điều kiện. Cái này không thể nghi ngờ tương đương với đem chính mình coi như một con cá bầy ở cái thất gỗ phía trên, thuận tiện đem đao đưa cho La Phong, ngươi muốn làm sao chặt đều được. Đạo trưởng nói giỡn. La Phong cười ha ha, chỉ cần đạo trưởng lên tiếng, ta cũng không dám nhắc tới điều kiện gì. Có thể ngươi cũng không có đáp ứng A. Nhất Phong đạo trưởng hai người hận không thể muốn cậy mở La Phong đầu, cái này nhà đến cùng đang suy nghĩ gì? La thiếu hiệp. Lý dịch hướng về La Phong vừa chắp tay, trầm giọng mở miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp sư phụ ta khu trục hàng khí, chúng ta đạo thiên giáo, nguyện ý xuất ra 10 viên cửu chuyển thánh đan vì quà đáp lễ. 10 viên cửu chuyển thánh đan. La Phong hiếp mắt. Tuyệt không vấn đề. Nhất phong đạo trưởng cũng là trịnh trọng cam kết. Cửu chuyển thánh đan, đối khắp thiên hạ võ giả mà nói, là tha thiết ước mơ thánh dược. Lúc trước thiết hồ lão tổ đem cửu huyền thiên nữ hiến cho tam giáo thời điểm nói ra điều kiện một trong, cũng chẳng qua là yêu cầu cầm 10 viên cửu chuyển thánh đan. Bất luận cái gì võ giả, đều sẽ tâm động. Lý dịch ánh mắt nhìn chầm chầm La Phong, hắn không tin La Phong hội không động tâm. 10 viên cửu chuyển thánh đan A. À. La Phong tự nói lấy, thân thủ chạm vào túi tiền, xuất ra cái cái hộp nhỏ, hộp thuốc lá lớn nhỏ, đặt ở trên bàn trà, đem hộp mở ra, xuất hiện mười mấy khỏa cửu chuyển đan, màu sắc tròn trịa thông thấu, hiển nhiên đều là cực phẩm. Những thứ này thì là các ngươi nói cửu chuyển thánh đan sao? Là phong thần sắc nghiêm túc, thề với trời, đây không phải đang trang bức, là phong đồng học thật muốn biết tam giáo trong tay cửu chuyển thánh đan, cùng hắn luyện chế ra tới này bất nhập lưu cửu chuyển đan, có phải hay không cùng một linh đan. Nhất phong đạo trưởng cùng hắn đồ đệ đều kinh ngạc đến ngay người. Mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này đây là cửu chuyển thánh đan. Lý dịch lên tiếng kinh hô. Không, trong tay chúng ta cửu chuyển thánh đan, khí tức còn không có nồng đậm như vậy, những thứ này cửu chuyển thánh đan, từ hồ còn càng phía trên một cái cấp độ. Nhất phong đạo trưởng ánh mắt cực kỳ chấn động, ngước mắt nhìn La Phong. Lại còn thực sự là... La Phong nội tâm không khỏi kéo nhẹ một chút, đang điển ghi chép bất nhập lưu linh đan, cũng là thiên hạ võ giả tha thiết ước mơ cửu chuyển thánh đan. Như vậy, cái kia sáu đại cơ sở linh đan đối khắp thiên hạ võ giả mà nói lại ý vị như thế nào thậm chí cấp độ càng sâu linh đan hội là dạng gì không dám tưởng tượng nhất phong đạo trưởng cùng lý dịch khuôn mặt thần sắc phủ đầy chấn kinh nhìn lấy la phong bất động thanh sắc đem cửu chuyển thánh đang thu lại ngươi cửu chuyển thánh đan từ chỗ nào được đến nhất phong đạo trưởng kìm nén không được lòng hiếu kỳ nhìn không được hỏi ra âm thanh La Phong thần sắc vui vẻ, tam giáo đều xem như chí bảo cửu chuyển thánh đan, nguyên lai chính là mình tiện tay có thể luyện chế cửu chuyển đan. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chính mình hôm nào thất nghiệp sau, có thể đi tam giáo tổng bộ cửa mở phòng tiệm tạp hóa, chuyên bán cửu chuyển thánh đan. Sư phụ ta cho ta. La Phong đương nhiên sẽ không nói thẳng cái này cửu chuyển thánh đan là hắn sở luyện chế, nếu để tam giáo biết được, chỉ sợ còn không biết hội dùng thủ đoạn gì để hắn giao ra cửu chuyển thánh đang luyện chế phương pháp. Phải biết, tam giáo đạt được cửu chuyển thánh đan là tại nơi nào đó thường cổ di chỉ bên trong ngẫu nhiên đạt được. Giới võ giả có thể luyện chế ra cửu chuyển thánh đan duy chỉ có La Phong một nhà, không còn chi nhánh. La Phong sư phụ Nhất phong đạo trưởng đôi mắt trung lên, ngày đó tại trú kiếm phong phía trên, cái kia thần bí lão đạo mang đi La Phong cường thế biểu hiện. Nhất phong đạo trưởng trí nhớ khắc sâu thực không dám giấu giếm, sư phụ ta cũng là một cái vĩ đại luyện đan sư. La Phong mỉm cười nói, cửu chuyển thánh đan là hắn luyện chế ra tới. Cái gì? Nhất Phong đạo trưởng cùng Lý Dịch trực tiếp quá sợ hãi. Ánh mắt toát ra vẻ không thể tin được. Thiên hạ hôm nay, vậy mà có người có thể luyện chế cửu chuyển thánh đan. Cái này như truyền đi, sẽ ở giới võ giả nhất lên hạng gì sống to gió lớn gần sống. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hắn cũng không ngại tin tức này truyền đi nói không chừng có thể bức lão đầu kia hiện thân mẹ nó vậy mà cũng không theo chính mình cáo biệt một tiếng thì chuồn mất đến không thấy la phong rất lo lắng hắn không biết vì cái gì la phong nội tâm quả thật có loại này không hiểu lo lắng hắn luôn cảm giác lần này cửu si lão đạo rời đi khiến trong lòng hắn sinh ra bên trong dị dạng bất an có thể cửu chuyển thánh đan cũng cũng không thể khu trục sư phụ trên thân hàng khí một bên Lý Dịch nhịn không được mở miệng. Cửu chuyển thánh đang tự nhiên không được. La Phong tự tin cười một tiếng, nhưng mà, cửu chuyển thánh đang đối với sư phụ ta mà nói, chỉ là bình thường linh đan A. À. Lý Dịch cùng nhất phong đạo trưởng nhìn nhau. La Phong sư phụ, đến cùng là đáng sợ đến bực nào nhân vật. Nhất phong đạo trưởng đứng thẳng người, hướng về La Phong nghiêm nghị mở miệng, không biết có thể khu trục hàng khí linh đan, là cái gì đang. Ta cần muốn bỏ ra cái giá gì, mới có thể có được. Nhất phong đạo trưởng đây là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. La phong khu trục hàng khí khôi phục thực lực phương pháp là bị cửu si lão đạo dùng dược thủy ngâm, La phong tự nhiên không hiểu biện pháp này. Có thể La phong tự tin, bảo huyết đang có thể tẩy tủy phạt cốt, làm cho người thoát thai hoán cốt. Tương đương với đem trong thân thể cho nên dơ bẩn tạp vật toàn bộ thanh tẩy, cái kia quỷ dị hàng khí, chắc hẳn cũng có thể khứ trừ. Nhưng mà, La Phong trong tay, chỉ còn lại có một khỏa bán thành phẩm. Hiệu quả có lẽ không bằng chánh thức bảo huyết đan thần kỳ như thế, cần phải khu trục hàng khí, dư xài. Bảo huyết đan. La Phong bình tĩnh nói, lấy đạo trưởng thực lực, như ăn vào một khỏa bảo huyết đan, hai canh giờ bên trong, hàng khí nhất định có thể hoàn toàn loại trừ. Hai canh giờ. Nhất Phong đạo trưởng đôi mắt không che giấu được một vệt mãnh liệt quan mang, ánh mắt ẩn ẩn thấm vào kích động phấn chấn, mấy ngày qua, hắn thủ đoạn gì, Phương pháp gì không có thử qua, nhưng lại một chút tác dụng cũng không có, thể nội hàn khí liền như là bệnh dữ giống như, không cách nào loại trừ, như là dung nhập trong máu. Nhất Phong đạo trưởng đã sớm tuyệt vọng, cho là mình cả đời này cứ như vậy ảm đạm kết thúc. Ngay tại lúc này, lại có tin tức truyền đến, cùng hắn thụ đồng dạng thương thế thiên tài La Phong, vậy mà đầy máu trở về. Nhất Phong đạo trưởng chạy tới đầu tiên. Mất đi nội lực, trở thành phế nhân đối với võ giả mà nói thậm chí sau chết đi còn khó chịu hơn lời nói này chết còn làm sao biết khó chịu bây giờ nghe la phong nói một viên linh đang có thể làm cho chính mình hai canh giờ bên trong khôi phục thực lực nhất phong đạo trưởng suýt nữa muốn mất khống chế ngươi xách bất kỳ điều kiện gì nhất phong đạo trưởng không chút nào che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ cũng căn bản không che giấu được chỉ cần ta có thể đáp ứng hết thảy đáp ứng sư phụ Lý dịch nhẹ nhàng lôi kéo một chút nhất phong đạo trưởng, đè thấp lấy thanh âm, cơ hồ là dùng đến môi ngữ, cẩn thận có quỷ. Liên đạo thiên giáo trên dưới đều thúc thủ vô sách hạng khí, một viên linh đang có thể giải trừ. Nhất phong đạo trưởng nghe là kích động, có thể người khác nghe, đây càng giống như là thổi ngưu bức. Lý dịch đôi mắt cảnh giác nhìn chầm chầm la phong. Hôm nay là 14 tháng 7, vạn nhất. Có quỷ đâu? La Phong nhẹ mỉm cười một cái, suy nghĩ sau khi mở miệng nói ra ta có ba điều kiện mời nói thứ nhất mời đạo thiên giáo xuất thủ ba lần la phong cười nói bất quá đạo trường xin mời yên tâm ba lần xuất thủ tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm vi phạm đạo đức lương tâm sự tình không có vấn đề nhất phong đạo trưởng dứt khoát gật đầu cái này ngược lại làm cho la là phong có chút ngoài ý muốn không khỏi lại quan sát nhất phong đạo trưởng lão đạo này tại đạo thiên giáo là địa vị gì? Phải biết, La Phong nói không phải để nhất phong đạo trưởng xuất thủ ba lần, mà chính là để đạo thiên giáo xuất thủ ba lần. Nhất phong đạo trưởng vậy mà không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Đạo trưởng, ngươi. Nghe rõ ràng. La Phong không khỏi thăm dò hỏi rõ. Ngươi yên tâm, sư phụ ta đã đáp ứng, thì nhất định có thể làm được. Lý dịch tự hồ nhìn ra La Phong trong mắt nghi vấn, trực tiếp trầm giọng mở miệng. La Phong lại nhìn một chút Nhất Phong đạo trưởng, nội tâm âm thầm nghĩ ngợi, Nhất Phong đạo trưởng thánh bản 20 vị trí đầu, theo lý mà nói, không đến mức tại đạo thiên giáo có trọng yếu như vậy địa vị, chẳng lẽ Nhất Phong đạo trưởng là đạo thiên giáo giáo chủ người đại diện. La Phong nhìn lấy Nhất Phong đạo trưởng ánh mắt, nhiều mấy phần xem thường. Nhất Phong đạo trưởng im lặng đến muốn khóc, mẹ nó, gia hỏa này làm sao đột nhiên phải dùng ánh mắt đến khinh bị chính mình, chính mình có thể không nói gì a. À? đạo thiên giáo giáo chủ là ta thân đại ca một mái hai thai đại ca ruột thịt nhất phong đạo trưởng rưng rưng giải thích la phong thoải mái gật đầu điều kiện thứ hai la phong ngừng lại trầm giọng nói ra ta muốn mời đạo trưởng thu hai người làm đồ đệ la phong lâm thời thay đổi chủ ý hắn bản ý là nghĩ ra được nhất phong đạo trưởng nguyệt ảnh huyễn trần thần công cùng lý dịch sở tu hạo nhiên chính khí quyết cái này hai môn đều là hiện nay giới võ giả tuyệt đỉnh công pháp để dùng cho tư đồ minh phong cùng hát vô thường tu hành không còn gì tốt hơn thế nhưng là biết được nhất phong đạo trưởng tại đạo thiên giáo địa vị về sau là phong động cái tâm tư quân gia không tiếc muốn đem quân liên mộng dân ra vì trèo lên cùng tam giáo quan hệ cái này mang ý nghĩa tam giáo không chỉ có tại giới võ giả chỉ sợ ở thế tục bên trong cũng có ảnh hưởng cực lớn lực tam giáo thực lực càng là đảm nhiệm hà thế gia thế lực đều muốn nịnh bợ tư đồ minh phong cùng hát vô thường các thuộc kinh thành hai đại thế gia, như bằng này cùng đạo thiên giáo rút ngắn quan hệ, đối với hai người ở gia tộc địa vị, chắc hẳn càng thêm vững chắc, thậm chí, tư đồ gia cùng hoa gia, về sau đều lấy hai người bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đạo thiên giáo giáo chủ thân đệ 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 tử thân truyền. Cái thân phận này, có thể nghiện nát rất nhiều người. Sư phụ ta thu đồ đệ là có nguyên tắc. Lý dịch long mi vẫy một cái, thanh âm mang theo ngạo nghễ không phải thiên kiêu cấp bậc thiên tài, tuyệt đối không thu. Lý dịch. Nhất phong đạo trưởng quát lớn một tiếng. La Phong thì là cười ha ha, ta cho đạo trưởng giới thiệu hai người, có phải hay không thiên kiêu không biết, nhưng là, nghiện ép lý dịch đồng học, ngược lại là dư xài. Vừa nói xong, lý dịch đôi mắt không khỏi tuôn ra tinh mang. Hắn, biểu thị không phục. Hết chương 820. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.